Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 76. Chương 751, dự cảm không ổn. Đi theo Hàn Lập từ trong Côn Ngô Điện ra, còn có thập cấp huyền nham quy hóa hình thành số phụ. Nàng thấy Hàn Lập sảng khoái giao một khối huyết sắc mộc bài cho Mộc Khôi, trong lòng liền không khỏi cảm thấy phức tạp. Nàng tuyệt đối không ngờ Mộc Khôi đầu nhập vào tu sĩ nhân tộc cuối cùng lại được tự do, còn mình thì ôm đoàn sưởi ấm với ngân xí dạ xoa, rồi lại rơi vào tay tu sĩ nhân tộc. Ha ha, Lạc đạo hữu quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, đa tạ. Mộc Khôi cười lớn, từ trong miệng bắn ra một nhánh dây mây, quấn lấy bản mạng nguyên bài của mình, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lạc sư huynh, đám tu sĩ Đại Tấn cùng đột ngột tiên sư canh giữ ở ngoài điện đi đâu rồi? Vừa rồi sư đệ cảm thấy một chút chấn động trong đại điện, những người này biến mất hẳn là có liên quan đến chuyện này. Hàn Lập nhìn xung quanh một vòng, sau đó kinh nghi nói. Ha ha, không có đại sự gì, chính là chấn ma tháp bên kia hư hư thực thực có thông thiên linh bảo xuất thế, tất cả mọi người đều qua bên kia tranh đoạt cơ duyên. Lạc Hồng sắc mặt ung dung nói, giống như không để thông thiên linh bảo vào mắt. Trên thực tế, hắn thật đúng là không coi bát linh xích ra gì, dù sao đó là thông thiên linh bảo của Phật môn. Tăng thêm uy lực bản thân nó cũng bình thường, đối với hắn thật sự là không có lực hấp dẫn gì. Hắc Phong Kỳ kia rất lợi hại, nhưng trừ phi Lạc Hồng nhúng tay vào tranh đấu trong chấn ma tháp, nếu không Hắc Phong Kỳ nhất định sẽ bị hủy. Mà hiển nhiên, dưới tình huống có một kiện thông thiên linh bảo, Lạc Hồng cũng không muốn bởi vì một cây Hắc Phong Kỳ mà đi mạo hiểm tính mạng. Thì ra là thế, Hàn Lập thì thào nhìn về phía chấn ma tháp, trong mắt hiện lên vẻ khát vọng, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu nói, vẫn là sư huynh ngồi vững, sư đệ kém chút bị câu dẫn đi rồi. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn nên tìm một nơi kín đáo trốn đi thì tốt hơn, đợi phong ấn triệt để tan rã thì lập tức thoát thân, mới là ổn thỏa nhất. Tu vi Lạc Hồng cao hơn hắn cũng không đi, Hàn Lập tất nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Dù sao thu hoạch của hắn bây giờ đã không nhỏ. Sư đệ có thể nghĩ như vậy, vi huynh an tâm rồi. Ma vật có thể sử dụng thông thiên linh bảo trấn áp đều không phải dễ đối phó, mạo muội đi tới chỉ có thể mất mạng uổng công. Côn Ngô Điện này là cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu sư đệ muốn tìm một nơi ẩn nấp thì mau chóng xuống núi thôi. Lạc Hồng biết rõ chỉ cần Ngân Nguyệt mở miệng, Hàn lão ma vốn đã động tâm thì không thể không đi trấn ma tháp, lúc này mới lừa hắn xuống núi. Nếu không, người này rất có thể sẽ kéo hắn cùng một chỗ. Biết Lạc Hồng muốn thu lấy Bắc Cực Nguyên Quang trong Côn Ngô Điện, Hàn Lập cũng không dừng lại lâu, xoay người mang theo số phụ cùng nhau hướng chân núi chạy xuống. Hàn lão ma vừa đi, Côn Ngô Điện nơi này có thể nói là người đi lầu trống, thoáng cái trở nên quạnh quẽ. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lúc này gia tăng pháp lực phát ra, khiến tốc độ thu âm dương lưỡng nghi hồ lô lại nhanh hơn 3 phần. Cứ như thế qua mấy canh giờ, Bắc Cực Nguyên Quang trong Côn Ngô Điện rốt cục trở nên thưa thớt, thạch trụ phun ra nguyên quang cũng trở nên hữu khí vô lực, hiển nhiên là không còn hàng tồn. Bởi vì bên trong chứa đựng rất nhiều Bắc Cực Nguyên Quang, âm dương lưỡng nghi hồ lô tản mát ra linh quang màu bạc nồng đậm, đã đến gần cực hạn. Vì vậy, Lạc Hồng cũng không một lòng cầu toàn, thu lại hồ lô bảo bối liền muốn hướng tới tòa bình đài kết nối các nơi hạch tâm của Côn Ngô Sơn mà đi. Kết quả, vừa quay người lại, bỗng nhiên trông thấy Mộc Khôi giống như một gốc cây già đứng ở nơi đó. Khạc khạc khạc, Mộc Khôi đạo hữu, sao ngươi còn ở đây? Lạc Hồng hơi hoảng sợ, với tu vi nguyên thần của hắn vốn không nên xảy ra chuyện này, nhưng thần thông liễm khí của bản thân yêu thú này cực kỳ lợi hại. Cộng thêm Lạc Hồng không có cảnh giác gì với hắn, hắn cũng không có ác ý với Lạc Hồng, cho nên linh giác vẫn không có phản ứng. Là đạo hữu, không giấu gì ngươi, lúc này bỗng nhiên lấy được tự do, tại hạ lại có chút không biết nên đi đâu rồi. Chấn ma tháp kia tuy rằng sinh ra dị tượng, nhưng tại hạ cùng đạo hữu đều đắc tội qua ma phi kia. Đi xác định chắc chắn không có quả ngon để ăn, cho nên còn không bằng trước khi phong ấn ở ngoại vi tan rã, ở cùng đạo hữu một chỗ. Mộc Khôi cười quái dị nói, nghe lời của hắn hình như là ỷ lại Lạc Hồng, nhưng kỳ thật hắn hận không thể cách Lạc Hồng càng xa càng tốt. Dù sao hắn xem ra, tính tình của Lạc Hồng vạn phần cổ quái, ưa thích hãm hại người bên cạnh.
nhưng sở dĩ hắn làm ra lựa chọn vi phạm bản tâm là bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được Lạc Hồng có chút không đúng. Hắn vậy mà giống như trước đó, cố ý thả người đột ngột cùng tu sĩ Diệp gia kia chạy đi, điều này làm hắn mơ hồ cảm thấy sự tình còn xa chưa kết thúc. Dưới sự bức bách của tâm lý bất an này, hắn quyết định trước khi phong ấn ở bên ngoài hoàn toàn tan rã, sẽ theo Lạc Hồng, tránh rơi vào trong hố nào đó mà đối phương đã đào. Ha ha, vậy liền tùy ngươi, hiện tại Lạc mỗ phải xuống núi, đi thôi. Lạc Hồng lắc đầu, cũng không phí tâm suy đoán tâm lý của một yêu vật. Chỉ cần Mộc Khôi này không giáp tâm hại người, Lạc Hồng cũng không quan trọng, dù sao chuyện hắn muốn làm ở Côn Ngô Sơn đều đã hoàn thành. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền độn quang, không nhanh không chậm hướng bình đài dưới chân núi bỏ chạy. Lúc này chỉ thấy hai đạo độn quang một lam một thanh, một trước một sau nhanh chóng độn đi dọc theo đường cũ, thông suốt, rất nhanh đã đi được hơn nửa đường. Nhưng mà không biết vì sao, đạo độn quang màu lam kia lại chậm chạp giảm tốc độ, mà đạo độn quang màu xanh kia cũng giống như không dám vượt qua, cũng làm giảm tốc độ lại. Cứ như vậy, Lạc Hồng tốn thời gian hơn xa tình huống, bình thường gấp đôi, mới đến được bình đài. Độn quang màu lam rơi xuống đất hóa ra thân hình Lạc Hồng, chỉ thấy hắn cau mày, khuôn mặt tối tăm, giống như có tâm sự gì chặn ở ngực, lại giống như có nan đề gì quanh quẩn không đi. Thì ra, từ lúc vừa rồi, đã có một sự cảm không ổn dâng lên từ đáy lòng Lạc Hồng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cảm giác không ổn này càng ngày càng mãnh liệt, thập phần có xu thế phát triển đại nạn lâm đầu. Linh giác, đối với tu tiên giả mà nói, là phương thức cảm giác đáng tin cậy hơn so với ngũ giác. Huống hồ cảm thụ khác thường của Lạc Hồng bây giờ vẫn quanh quẩn không đi, càng ngày càng nghiêm trọng, càng không có khả năng là ảo giác. Không đúng, quá không thích hợp, ta nhất định là tính sai cái gì, nhất định là có chi tiết nào đó bị ta xem nhẹ. Lạc Hồng không để ý Mộc Khôi ở một bên, vẻ mặt lo lắng bồi hồi nói. Cũng may có thể thấy rõ ưu thế tương lai, khiến Lạc Hồng biết rõ, có thể mang đến cho hắn loại linh giác tai vạ đến nơi như vậy, trong Côn Ngô Sơn này chỉ có một. Đó chính là phân hồn của Nguyên Sát Thánh Tổ. Cho nên, nhất định là Trấn Ma Tháp bên kia xảy ra vấn đề gì, nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn làm sai chỗ nào. Suy nghĩ mãi vẫn không ra, cộng thêm cảm giác nguy cơ ngày càng trầm trọng, khiến thần sắc Lạc Hồng càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, hắn đột nhiên quát hỏi Mộc Khôi, nói, vì sao ngươi phải đi theo ta? Tâm trạng hiện tại của ta không tốt, tuyệt đối không nên nói nhảm trước đó. Mộc Khôi bị khuôn mặt dữ tợn và khí thế uy hiếp của Lạc Hồng dọa sợ, liên tiếp lui về phía sau hai bước, thấy hắn hoàn toàn không giống nói giỡn, liền vội vàng nói, cái này. Tại hạ thấy đạo hữu cố ý thả cho đột ngột nhân cùng tu sĩ mặt chữ điền chạy thì có chút kỳ quái, cho nên mới mặt dày đi theo đạo hữu. Nếu đạo hữu cảm thấy bất mãn, tại hạ đi ngay bây giờ. Mộc Khôi hiện tại nếu có ruột, chắc chắn là đã hối hận đến xanh ruột rồi, nghĩ thầm Lạc Hồng 8-9 phần 10 là phát bệnh, hắn đây là nguy hiểm. Không đúng, không phải cái này. Lại nói, ngươi còn có chỗ nào cảm thấy kỳ quái? Lạc Hồng trầm ngâm một chút, cũng không nghĩ tới trong đó có vấn đề gì, tiếp tục không nói lý lẽ hỏi. Cái này. À, còn có. Tại hạ cảm thấy so sánh, đạo hữu đối với bốn tu sĩ độc thánh môn kia là không quan tâm chút nào. Mộc Khôi nôn nóng dậm chân hai cái, lục soát bụng rỗng có gì nói. Nào ngờ, Lạc Hồng nghe vậy hai mắt lại trợn tròn lên, lập tức quát to một tiếng phải chết. Liền không quan tâm mà bỏ chạy về phía Trấn Ma Tháp. Chương 752, thế cục sắp sửa sụp đổ. Mộc Khôi thấy thái độ Lạc Hồng như vậy, lúc này liền ý thức được xảy ra chuyện lớn, một đôi mắt xanh biếc cuồng chuyển hai vòng, cũng không quay đầu lại liền lao thẳng về phía chân núi. Hắn thật sự sợ hãi, dự định cái gì cũng không quản, trước tiên trốn đi. Lạc Hồng một đường phi độn, lại là một đường mắng mình, trong lòng hối hận không thôi. Đáng chết, thật đáng chết. Hoa Thiên Kỳ bọn họ xảy ra chuyện gì, vì sao không theo quỹ tích nguyên không đi Trấn Ma Tháp, cái này hoàn toàn lộn xộn rồi. Ở trên không trung, trận đại chiến kia của Trấn Ma Tháp tuy rằng có rất nhiều tu sĩ và thế lực tham dự, hợp tác phản bội càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng kỳ thật sau khi dứt bỏ chi tiết nhỏ, trận đại chiến này bản chất chính là tranh đấu giữa Nguyên Sát Phân Hồn và Lung Mộng. Đám người Hàn Lão Ma chỉ là hoạt động bên ngoài chiến trường, đa số thời gian đều đang suy nghĩ làm thế nào để tự cứu, căn bản không có lực lượng thay đổi thế cục. Cho nên,
Lạc Hồng có can đảm mà tu sĩ mặt đối phương cùng Lâm Ngân Bình bọn hắn tiến hành can thiệp. Mà ở trên không trung nguyên giờ phút này, sau khi bốn người Hoa Thiên Kỳ xâm nhập vào Phong Ma Tháp, thì thông qua truyền tống trận màu trắng tầng thứ 7, đi tới nơi Lung Mộng trấn áp, kết quả bị hắn toàn bộ diệt sát, bản thân Hoa Thiên Kỳ còn thành thân thể Lung Mộng tạm thời. Vốn dĩ Lạc Hồng cho rằng nhân vật như Hoa Thiên Kỳ căn bản không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với đại cục, cho nên đối với bọn họ vẫn ôm thái độ không sao cả. Nhưng Lạc Hồng phát hiện mình đã bỏ qua một chi tiết cực kỳ quan trọng, quan hệ đến cân bằng chỉnh thể thế cục. Trên thực tế, phân hồn nguyên sát trước khi động thủ với Lung Mộng đã phái Lão Thất Diệp ra ám hại nàng. Chỉ đáng tiếc trước đó Lung Mộng ngủ say trong hồn hạp bởi vì đám người Hoa Thiên Kỳ xâm nhập bị đánh thức, lúc này mới khiến Diệp gia Lão Thất không thực hiện được. Mà bây giờ không biết vì nguyên nhân gì, để bốn người Hoa Thiên Kỳ không thể xuất hiện ở trấn Ma Tháp, có thể nghĩ Diệp gia Lão Thất rất có thể thành công. Như vậy, cân bằng thực lực giữa phân hồn nguyên sát và Lung Mộng sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Đạo tiêu ma trường, chẳng những tính mạng đám người Hàn Lão ma khó bảo toàn, nhân giới cũng sẽ lại gặp ma kiếp. Lạc Hồng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Hàn Lão ma bỏ mình, có quỷ mới biết sau khi thời gian đạo tổ phát động thần thông, hắn còn tồn tại hay không. Đáng chết, vẫn không thoát được mệnh lao lực, Hàn Lão ma ngươi chịu đựng cho ta. Sau khi cắn răng mắng một tiếng, pháp lực trong cơ thể Lạc Hồng tuôn ra, độn tốc lúc này tăng vọt năm thành. Giờ khắc này, tầng thứ 8 trấn ma tháp, bên ngoài một tòa cung điện tiên gia vàng son lộng lẫy, tụ tập tất cả tu sĩ Côn Ngô Sơn hiện đang ở đây. Bọn họ đang ra sức công kích Bạch Ngọc Thạch Nhân hộ vệ nơi đây, để cầu gần một cây thước ngắn lơ lửng trên không cách cung điện 10 trượng. Thanh đoản xích này hình dáng kỳ lạ, toàn thân xanh biếc, tản ra linh quang màu xanh nhạt, tuy chỉ dài nửa thước. Nhưng mỗi chuyển động một chút, xung quanh sẽ hiện ra vô số đóa hoa sen màu bạc nhạt, giống thật như ảo, chậm chạp chuyển động quay tròn. Mà ở trong ngân liên này lại còn có 8 ảo ảnh linh thú lớn nhỏ khác nhau, ngửa đầu hướng về phía đoàn thước này phát ra từng trận ngân nga, tựa như đang tế bái. Dị tượng như thế là tu tiên giả ở đây ở trên bất luận bảo vật gì cũng chưa từng thấy qua, cho nên trong lòng mọi người cũng không hẹn mà cùng nhận định thanh thước ngắn này chính là thông thiên linh bảo. Hàn Lập từ trong miệng Ngân Nguyệt biết được thanh thước này tên là Bát Linh Xích, chính là thông thiên linh bảo thượng cổ không có danh tiếng gì, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, nơi này tụ tập chừng hơn 10 người, trong đó tồn tại Nguyên Anh hậu kỳ chừng 2 người. Nếu không phải quan hệ với Sú Phụ cùng Ngân Nguyệt cổ quái cảm ứng, Hàn Lập tuyệt đối sẽ không ở đây lâu. Cũng không lâu lắm, người đá Bạch Ngọc cuối cùng cũng ngã xuống, màn sáng trận pháp bao phủ cung điện chợt bị phá. Lúc này, một đạo độn quang màu vàng đột nhiên xuất hiện, trước khi mọi người kịp phản ứng liền xông vào cung điện. Sau một khắc, một tiếng nữ tử kêu thảm thiết truyền ra, nương theo đó là tiếng giống giận, cái tay sai của nguyên sát nhà ngươi, chết đi cho bổn phi. Lời còn chưa dứt, một đạo linh khí quang trụ thô to đã đánh xuyên vách tường cung điện, đem một bóng người màu vàng bức cho chật vật bỏ chạy. Mắt thấy một kích chưa trúng, trong cung điện lại bắn ra 3 đạo chảo mang, trong thời gian ngắn đã đến đỉnh đầu của bóng người màu vàng, có thể đem hắn phân thây thành 3 đoạn. Cũng may, người này kịp thời phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình quỷ dị hóa thành 4-5 cỗ hoàng hà phân tán ra, tránh thoát 3 đạo chảo mang kia. Lập tức, 4-5 cỗ hoàng hà na di ra hơn 10 trượng sau bỗng nhiên hướng trung gian hợp lại, một lần nữa ngưng tụ ra hình người. Lúc này linh quang màu vàng rút đi, người này rõ ràng chính là vị đại đầu quái nhân Diệp gia kia, Nguyên Anh hậu kỳ Diệp Lão Thất. Sau khi thoát được một mạng, Diệp Lão Thất không dám lại đối Bát Linh Xích lòng tham, lắc mình mấy cái liền thối lui ra ngoài hơn ngàn trượng. Cùng lúc đó, một thân ảnh mỹ mạo của nữ tử xuất hiện ở phụ cận Bát Linh Xích, nếu không phải khuôn mặt của nàng dữ tợn, Hàn Lão Ma cũng nhất định sẽ nhìn nhiều hai lần, nhưng hiện tại hắn lập tức không chút động tĩnh lui về phía sau mọi người. Dám dùng diệt hồn phù đối phó với bản phi, tất cả tu sĩ các ngươi đều phải chết. Nữ tử hư ảo hiển nhiên không có ý định giảng đạo lý với mọi người, nàng ngủ ngon trong hồn hạp, đột nhiên bị người ta dùng một tấm diệt hồn phù làm trọng thương, hồn thể lập tức đau nhức kịch liệt, chỉ muốn giết chóc một phen. Đang lúc mọi người lộ vẻ kinh sợ, trong mảnh không gian này lại nổi lên dị biến. Chỉ thấy một tòa đại trận phụ cận cung điện đột nhiên đại phóng linh quang, ngay sau đó mặt đất kịch liệt đung đưa, lập tức nứt ra 9 khe đất, từ đó ầm ầm bay lên 9 tòa tế đàn. 9 tế đàn này đều có kích thước ngang nhau,
Trên mỗi tế đàn đều dựng thẳng một thanh cự nhận vàng óng ánh, cao chừng 10 trượng, chỉ nhìn thôi đã có thể cảm nhận được phong mang của chúng, cửu chân phục ma trận. Vừa thấy chín tòa tế đàn này, Diệp Chính lập tức quát to một tiếng, mang theo tộc nhân Diệp gia thoáng cái thối lui ra ngoài hơn 100 trượng. Nương theo chín tòa tế đàn xuất hiện, một chỗ không gian bên ngoài cung điện đột nhiên sụp đổ, từ đó lăn ra vô số ma khí đen nhánh. Mà cửu chân phục ma trận kia giống như đang chờ thời khắc này, trên chín thanh cự nhận bỗng nhiên linh quang đại phóng, bắn nhanh ra mảng lớn đao quang, thoáng một phát chiếu cả nửa bầu trời thành màu vàng, hung hăng ép tới chỗ sụp đổ. Lúc này có hai bóng người trước sau thoát ra từ chỗ sụp đổ, trong đó có một người hai đầu bốn tay, thân cao mấy trượng, ma uy hiển hách, chính là huyết diễm cổ ma cướp đi hai thanh thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập. Một thân ảnh khác hẳn so với huyết diễm cổ ma, chính là một nữ tử kiều mị, nếu không phải trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng cong khéo léo, tướng mạo không khác gì nhân tộc. Đối mặt với đao hải màu vàng đang đánh tới, huyết diễm cổ ma sợ hãi, khuôn mặt cứng đờ, mà nữ tử quyến rũ kia chậm rãi duỗi ra một ngón tay ngọc màu xanh, khiến nàng không cách nào đè xuống. Lúc này, phần lớn đao quang giữa không trung đột nhiên tụ lại, hóa thành một luồng kim mang, thoáng cái đã xuất hiện ở cổ nữ tử quyến rũ, muốn chém đầu nàng. Nhưng mà, nàng ta chỉ mỉm cười, mị thái lan tràn đem ngón tay chắn trước cổ bắn ra, liền đem sợi kim mang kia đánh chết. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 753, Ma nghiệp sắp thành. Cửu chân phục ma trận được xưng tụng là trận pháp diệt ma mạnh nhất nhân giới, ở thời thượng cổ đã khiến không biết bao nhiêu cổ ma nuốt hận. Song lúc này một kích toàn lực của nó cũng chỉ khiến cho đôi mi thanh tú của vị nữ tử xinh đẹp mới xuất hiện này hơi nhíu lại, không hề đả thương được hắn dù chỉ một ngón tay. Ma khí thật lợi hại, rốt cuộc ai mới là ma đầu bị phong ấn? Mộc phu nhân không hiểu nội tình, chỉ biết có thể khiến hóa long ấn sinh ra phản ứng chính là đối tượng bị phong ấn. Vừa rồi khi lung mộng hiện thân, hóa long tỷ liền huyễn hóa ra một hư ảnh chân long, gào thét nó không ngừng, suýt nữa làm nó động thủ tại chỗ. Giờ phút này phân hồn của nguyên sát biến thành nữ tử quyến rũ, nhưng cũng bị long ảnh căm thù. Điều này làm Mộc phu nhân hết sức đau đầu. Lão ma ngươi lại xui khiến bọn tiểu bối làm ra chuyện âm hiểm bực này, còn có thể từ trong hắc phong kỳ chạy thoát, bản phi cùng ngươi liều mạng. Nhân tộc bên kia, nếu muốn cây bát linh xích này, trước hết trợ giúp bản phi đối phó lão ma này, bằng không các ngươi chẳng những không chiếm được bảo vật, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nữ tử hư ảo do lung mộng biến thành vạn phần không cam lòng, muốn đánh cược một lần cuối cùng. Dưới sự điều khiển của nàng, bát linh xích không ngừng phát ra âm thanh vù vù, ngân liên xung quanh chẳng những lớn hơn gấp bội mà ảo ảnh tám linh thú kia cũng càng lúc càng rõ ràng, phảng phất như muốn hóa thành thực chất. Đại trưởng lão không nên tự làm mình sai lầm, nguyên thần của yêu phi đã bị ta đánh trọng thương. Hiện tại mặc dù nàng còn có cửu chân phục ma trận cùng bát linh xích hộ thân, nhưng thánh tổ đại nhân có hắc phong kỳ nơi tay, bắt nàng thôn phệ đó là chuyện sớm hay muộn. Diệp lão thất nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệp Chính, thấy hắn có ý động, liền lập tức khuyên nhủ. Tuy hắn vì tranh một đường sinh cơ ma khí quán đỉnh, phản bội gia tộc, nhưng cũng không muốn trực tiếp đối đầu với Diệp Chính. Người, hành động trước đó của Diệp lão thất hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, Diệp Chính tự nhiên có thể nhìn ra đối phương có vấn đề, tuy trong lòng tức giận vạn phần. Hận không thể hành xử theo gia pháp của đối phương, nhưng hình thức trước mắt, đích thật là đứng ở bước này của phân hồn nguyên sát càng sáng suốt hơn. Y cũng chỉ đành âm thầm đè lửa giận xuống. Lung mộng đạo hữu đã ngoan cố chống cự như thế, vậy chúng ta cũng không có gì để nói nhiều, ngoan ngoãn cùng bản thánh tổ hòa làm một thể đi. Phân hồn nguyên sát cười duyên một tiếng, sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm túc, sau khi thoát khỏi sự dây dưa của cửu chân phục ma trận, nàng liền vươn ngọc thủ ra quơ một cái vào hư không, nhất thời ma khí cuồn cuộn, một cây cờ nhỏ đen nhánh bóng loáng bị nàng lôi ra. Dung hồn thì có thể, nhưng chỉ có thể lấy bản phi làm chủ, nếu không bản phi chính là tự bạo nguyên thần, ngươi cũng đừng mơ tưởng thực hiện được. Lung mộng vô cùng cương liệt, không có chút nào thỏa hiệp nói. Nguyên lai, bởi vì trước đây phân hồn của nguyên sát có quan hệ, lung mộng và phân hồn nguyên sát dung hợp ra hồn mới chính là lấy lung mộng làm chủ. Hơn nữa theo số lần dung hồn tăng nhiều, hiện tại cho dù là phân hồn nguyên sát thi triển pháp này, cũng không cách nào dừng tiến trình này.
Thậm chí chỉ cần nguyên thần của một yêu một ma trở lại trong hai con ngân lang sẽ tự động dung hợp, hơn nữa sẽ không bao giờ tách rời nữa. Phân hồn nguyên sát tự nhiên không thể tiếp nhận kết quả này, hiện tại nàng chính là muốn ở trước lần dung hồn cuối cùng thi triển trừ hồn đại pháp đối với Lung Mộng, hủy đi tâm trí của nó. Kể từ đó, nàng chẳng những có thể đạt được lực lượng cường đại sau khi dung hồn, còn không cần lo lắng mất đi bản thân. Hừ, ngươi cho rằng đến lúc đó còn có thể tùy ngươi sao? Phân hồn nguyên sát căn bản không chịu uy hiếp, mạnh mẽ rung động hắc phong kỳ bị ma hóa. Lúc này một tiếng nổ vang nặng nề từ trên lá cờ truyền ra, toàn bộ không gian đều vì đó run lên. Đám người Hàn Lập cảm thấy không khí xung quanh bỗng nhiên siết chặt, có loại ảo giác như bị giam trong hổ phách. Hàn lão ma cực kỳ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng tới tòa truyền tống trận màu đen bỏ chạy. Thì ra, lúc nãy hắn phát hiện không ổn, liền vụng trộm đến gần tòa truyền tống trận này, lập tức hành động, lại không có người kịp ngăn cản hắn. Nhưng mà, huyết diễm cổ ma nhận ra Hàn Lập, hơn nữa còn có thù hận, tâm thần vẫn luôn đặt ở trên người hắn. Giờ phút này, thấy hắn muốn mượn truyền tống trận chạy trốn, hắn không nói hai lời vung cánh tay kia lên, ném ra một khối hỏa chuyên ma bảo. Pháp quyết trên tay Hàn Lập không ngừng, chỉ là thần niệm vừa động, liền cưỡng ép sử phụ thay hắn ngăn cản. Chỉ trì hoãn trong chốc lát, pháp trận dưới thân Hàn lão ma liền lóe lên hắc quang, đem hắn truyền tống ra ngoài. Trơ mắt nhìn cừu địch chạy trốn, huyết diễm cổ ma giận dữ, thân hình chợt lóe lên liền độn tới trên không truyền tống trận màu đen, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào sư phụ. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người ta đào thoát khỏi nơi này. Bên này Hàn Lập chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, tranh đấu giữa phân hồn nguyên sát và Lung Mộng mới là màn quan trọng nhất. Tay cầm hắc phong kỳ, phân hồn nguyên sát dựa vào thần thông của bản thân phát huy ra gần nửa uy lực của bảo vật này. Trong lúc nhất thời làm cho cả không gian tràn ngập ác phong cực kỳ hung mãnh, khiến cho thần thức cũng khó có thể ly thể. Cửu chân phục ma trận giờ phút này đã hóa thành 9 vầng mặt trời màu vàng, sau khi bùng lên một cái bổ ra một đạo đao khí trùng thiên. Uy lực của nó mạnh mẽ đến nỗi làm cho cả hắc phong kỳ cũng phải ngừng lại một chút. Nhưng mà, sau một khắc hắc phong liền ngưng tụ ra một giao long thân hình thô to, những nơi đi qua ngay cả tia chớp cũng bị cuốn vào trong đó, âm thanh vù vù vang lên giống như muốn xé rách không gian. Hai bên chạm vào nhau lập tức khiến cả không gian phong ấn cũng rung động theo, cung điện sụp đổ từng mảnh từng mảnh. Giằng co một lát, cuối cùng hắc phong cự giao cũng tốt hơn một bậc, cuốn đến lúc khai thiên đao pháp tắt thành vô số điểm sáng màu vàng óng, thuận thế hung hăng đè xuống 9 tòa tế đàn kia. Sau khi điên cuồng tàn sát bừa bãi một phen, 9 tế đàn sụp đổ, cửu chân phục ma trận cũng bị phá. Bát linh xích chính là linh bảo Phật môn, bản thánh tổ không thể đụng vào, các ngươi mau đi lấy những tu sĩ nhân tộc các ngươi. Về phần nguyên thần của yêu phi này, bản thánh tổ sẽ đối phó. Sau khi phá cửu chân phục ma trận, ma khí mà phân hồn nguyên sát vất vả khôi phục cũng hao tổn hơn phân nửa. Lại phải khiêng bát linh xích đối phó Lung Mộng, khó tránh khỏi có chút ăn không tiêu, đồng thời lãng phí thời gian. Nhưng chỉ cần đám người Diệp lão thất hiệp trợ ra tay quấy nhiễu bát linh xích, vậy nàng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao, bát linh xích này chính là vì trấn áp Lung Mộng, tuy rằng hiện tại bảo vật này đối với phân hồn nguyên sát có địch ý lớn hơn. Để cho Lung Mộng mượn uy lực của nó đối phó với phân hồn nguyên sát, nhưng loại quan hệ này hiển nhiên không bền chắc. Quả nhiên, theo Diệp lão thất và Diệp chính ra tay, bát linh xích rất nhanh liền rơi vào trong tay Diệp gia. Lung Mộng mặc dù muốn ngăn cản, cũng bởi vì bị thương không cách nào chống lại phân hồn nguyên sát mà thất bại. Ngươi đừng hòng đạt được. Mắt thấy đại thế đã mất, Lung Mộng vạn phần không cam lòng mà yêu kiều một tiếng, thần thức cuồng bạo liền cuồn cuộn tuôn ra, rõ ràng là muốn nói ra tự bạo ngọc toái. Hừ, bản thánh tổ đã nói, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Vừa mới nói xong, một tiếng sói chu dung chuyển cửu tiêu từ trong miệng nữ tử Vũ Mị truyền ra, trực tiếp làm tất cả nguyên thần trong phong ấn không gian này chấn động. Lung Mộng đứng mũi chịu sào càng không cách nào tránh khỏi, tự bạo nguyên thần cũng không thể nào nói tới. Thấy vậy, nữ tử quyến rũ vui vẻ cười một tiếng, một ngụm ma hỏa từ trong miệng nàng phun ra, lúc này liền bao phủ lung linh vào trong đó, mạnh mẽ luyện hóa nó. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, nữ tử quyến rũ lại cảm thấy hết sức dễ nghe, chỉ cần dung hợp nguyên thần của Lung Mộng. Thần thông của nàng tất nhiên sẽ tăng nhiều, cho dù là tu sĩ hóa thân của nhân giới chạy tới, cũng không dám ứng phong mang. Chúc mừng đại nghiệp của Thánh Tổ sắp thành, Diệp gia ta nguyện vì Thánh Tổ tận sức châu ngựa.
Diệp Chính lúc này phản ứng vô cùng nhanh, so với Diệp Lão Thất đã đầu nhập vào phân hồn nguyên sát còn muốn tích cực chúc mừng. Ha ha, tu sĩ này của ngươi thật ra rất thức thời. Yên tâm đi, bát linh xích loại Phật môn linh bảo này, bản thánh tổ không hề có hứng thú. Diệp gia ngươi bây giờ cũng có chút thế lực ở nhân giới, làm việc cho bản thánh tổ, một đám chỗ tốt không thiếu các ngươi. Đôi mắt của nữ tử quyến rũ thoáng nhìn, hoàn toàn không quan tâm bát linh xích thuộc sở hữu. Chương 754, Linh Đan Diệu Dược. Nghe lời này, trên mặt Diệp Chính không khỏi vui vẻ, tuy sự tình phát triển đến tình trạng bây giờ, sớm đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn, nhưng chỉ cần có thể lấy được thông thiên linh bảo, tóm lại là một chuyện đáng ăn mừng. Xử lý xong Diệp gia, nữ tử quyến rũ rời ánh mắt, nhìn về phía hai nữ tử Mộc phu nhân đang bị vây khốn trong ác phong, Hóa Long tỷ. Có lẽ các ngươi chính là hậu nhân của Côn Ngô Tam Lão, vừa lúc bản thánh tổ cần chút linh đan diệu dược để bổ sung chân nguyên, bắt đầu từ các ngươi trước đi. Phân hồn nguyên sát vừa thấy Ngọc tỷ trong tay Mộc phu nhân, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, mắt lộ ra hung quang, một tay hướng Mộc phu nhân nhấn tới. Chỉ nghe vù vù một tiếng mãnh liệt, một đạo ác phong ngưng tụ thành một đạo long quyển thật lớn xuất hiện ở phụ cận nhị nữ. Bên tai Mộc phu nhân tràn đầy tiếng thét, mặt lộ vẻ kinh sợ, vội vàng cầm Hóa Long tỷ trong tay tế ra. Nương theo một tiếng long ngâm, long ảnh trên Ngọc tỷ trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, sau đó mãnh liệt vọt lên, chính diện nghênh đón vòi rồng to lớn. Sau một tiếng ầm vang, long ảnh và long quyển bộc phát ra một trận bạch quang, lập tức đồng quy vu tận biến mất. Nhân cơ hội này, Mộc phu nhân cùng làm, Thải Nhi đồng thời giương tay lên, phóng xuất ra hai đạo linh quang kim ngân, Nhật Nguyệt Toa cũng đem thân hình các nàng bao phủ, lúc này hóa thành một đạo độn quang, hướng phía dưới bỏ chạy. Bọn họ muốn mượn thần thông của đối phương để thoát khỏi uy năng của Hắc Phong Kỳ. Ha ha, Nhật Nguyệt Toa nhỏ nhoi, cũng muốn chạy thoát khỏi tay bản thánh tổ sao. Nữ tử quyến rũ thấy vậy, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia giễu cợt, bấm tay bắn ra một đạo pháp quyết bích lục về phía Hắc Phong Kỳ. Chỉ thấy bảo vật này run lên, ô quang trên mặt cờ chớp động một cái. Lập tức, trong những ác phong Nhật Nguyệt Toa phụ cận kia hiển hiện vô số điểm sáng màu đen, trong chớp mắt tụ thành một viên linh cầu màu đen, bọc Nhật Nguyệt Toa vào bên trong. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Nhật Nguyệt Toa vốn đang phi độn với tốc độ cao bỗng ngừng lại, lơ lửng ở trung tâm linh cầu màu đen không nhúc nhích. Nhưng nhìn kỹ, linh quang mặt ngoài Nhật Nguyệt Toa vẫn chưa tán đi, chứng tỏ độn thuật của nó chưa bị phá, lúc này hẳn còn đang ở trạng thái phi độn với tốc độ cao. Kết quả mâu thuẫn của hai bên chính là làm cho người ta cảm thấy hết sức khó chịu. Sau một khắc, nữ tử quyến rũ bấm hai tay, trong miệng phun ra hai tiếng chú ngữ huyền ảo, liền thấy hắc mang lóe lên, linh cầu màu đen lại đột nhiên tiêu thất trong hư không. Lập tức, trước người nữ tử linh quang đại phóng, viên cầu màu đen kia từ trong hư không trượt ra, trực tiếp bị Hắc Phong Kỳ thu lại. Mộc phu nhân và Lam Thải Nhi trong Nhật Nguyệt Toa sau khi nhận ra điểm này, lúc này hồn bay phách lạc, từ trong linh toa chui ra, mỗi người đều thi triển thần thông muốn tự bảo vệ mình. Nữ tử quyến rũ chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đôi môi đỏ mọng mở ra, một cỗ huyết hà từ trong miệng nàng tuôn ra, hướng trên người nhị nữ trùng tới. Hai nữ tất nhiên không thể ngồi chờ chết, nhưng vô luận các nàng thi triển độn thuật gì, đều không thể rời khỏi trung tâm linh cầu màu đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết hà đánh tới. Nhưng ngay khi nữ tử quyến rũ liếm đôi môi đỏ mọng chuẩn bị hưởng thụ mỹ vị, thân sắc của nàng đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó không hề báo trước lướt ngang ra mấy chục trượng. Cùng lúc đó, một tiếng nổ mạnh chấn động toàn bộ không gian phong ấn truyền đến, trên đỉnh đầu nữ tử vũ mị vốn là chỗ đỉnh đầu vậy mà nứt ra một vết nứt không gian thật lớn. Từ khe hở không gian này đi xuống khu vực bên dưới, tất cả ác phong giống như bị một thanh cự kiếm vô cùng sắc bén bổ trúng, tách ra hai bên. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất xuất hiện một vết kiếm sâu không thấy đáy. Kiếm thế thật sắc bén, nhưng phi kiếm ở đâu? Diệp Chính mở to hai mắt nhìn, sau khi cảm thán một tiếng, vẻ mặt vạn phần ngưng trọng nói. Phi kiếm lợi hại như thế, nếu như lúc phát động vô hình vô tích, chẳng phải bất cứ lúc nào cũng có thể lấy thủ cấp của hắn sao? Nữ tử quyến rũ cũng bị rối loạn mới tới này làm cho kinh hãi một hồi, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía vết nứt không gian trên không trung. Lúc này, nàng liền thấy một vị tu sĩ Kim Vũ Linh Điểu trên vai đang đứng, độn ra khỏi vết nứt không gian. Lạc Hồng, lại là ngươi. Sau khi thấy rõ người tới, Diệp Chính không khỏi vừa mừng vừa sợ.
Hắn kinh hãi là vì thủ đoạn phi kiếm vô hình của Lạc Hồng, hoài nghi đây là Thông Thiên Linh Bảo, vui mừng chính là có nữ tử quyến rũ ở đây. Đại địch này hôm nay tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, vận khí tốt mà nói, kiện Thông Thiên Linh Bảo trong tay đối phương cũng phải thuộc về Diệp gia bọn hắn. Lạc Hồng một đường phi độn hết tốc lực, không tiếc hao phí pháp lực, tụ tập 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm lực, trực tiếp từ tầng 1 chấn ma tháp bổ đến tầng thứ 8, cũng không phải tới tìm Diệp chính. Lạc Hồng sau khi hiện thân, lúc này toàn bộ thần thức linh nhãn mở ra, tìm kiếm tung tích Hàn lão ma, kết quả tất nhiên là không thu hoạch được gì. Lạc Hồng biết rõ lúc này không có tin tức tốt gì, chỉ thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt đảo qua, liền thu thế cục xung quanh vào tầm mắt. Lam đạo hữu, ngươi có biết tung tích của sư đệ Lạc Mỗ không? Lạc Hồng vừa nhìn chằm chằm nữ tử quyến rũ có khí tức mạnh nhất, vừa đặt câu hỏi. Bởi vì một kiếm thần của Lạc Hồng đã cắt đứt nữ tử quyến rũ thi pháp, huyết hà còn chưa bao phủ đến Lam Thải Nhi, hai nữ liền đột nhiên tán loạn, cho nên các nàng bây giờ còn bình yên khốn ở trong linh cầu màu đen. Hàn đạo hữu, lúc ma này xuất hiện, liền thông qua truyền tống trận màu đen bên kia thoát đi, ta cùng với Mộc sư tỷ cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Lam Thải Nhi còn đang thử từ bên trong màu đen linh cầu đi ra, tranh thủ thời gian đáp lại. Hắc, không hổ là hắn. Lạc Hồng hoàn toàn yên tâm, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người Diệp chính nói, xem bộ dáng Diệp huynh là cùng cổ ma đứng ở một bên. Ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, mặc kệ cổ ma này trước kia tu vi mạnh bao nhiêu, lấy hoàn cảnh nhân giới, nàng cũng không phát huy ra được thực lực hóa thần trở lên. Chuyện Côn Ngô Sơn ắt sẽ dẫn tới nhiều vị hóa thần, Diệp huynh đừng thấy uy thế của ma đầu này vô song, đợi sau khi mấy lão quái vật kia chạy tới, nàng sẽ không hung dữ nổi nữa. Ý uy hiếp trong lời nói của Lạc Hồng hết sức rõ ràng, nhưng thật ra hắn chỉ là bắt nạt Diệp chính không hiểu nội tình. Hắn biết rõ, nếu bị phân hồn nguyên sát mở ra phong ấn tầng thứ 9 của chấn ma tháp, thả ra chân ma nguyên khí chấn áp trong đó, nàng liền có thể cưỡng ép liên thông ma giới. Đến lúc đó, cho dù cả tu sĩ nhân giới đều áp chế, cũng không cách nào chiến thắng ma tộc xâm lấn. Vì để Diệp chính ném chuột vỡ bình, Lạc Hồng mới nói ra lời nói dối này, nguyên nhân căn bản chính là phân hồn nguyên sát gây áp lực quá lớn cho hắn. Mặc dù đối phương không triệu hoán ma niệm cách giới của nguyên sát thánh tổ, nguyên thần của bản thân, chính là cấp bậc hóa thần, mặt khác hiện tại nàng chiếm cứ thân thể, chính là thân thể của yêu tu hóa thần hậu kỳ, thần thông to lớn căn bản là nguyên anh tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Nguyên lúc này trên không trung, Lung Mộng cùng cảnh giới vẫn mượn bát linh xích đối kháng, Hàn lão ma cũng ở một bên phụ trợ hai lần, kết quả Lạc Hồng hiện tại lại muốn đích thân chống lại. Ha ha, tiểu tu sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Lá gan của ngươi thật lớn, làm chuyện như vậy mà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bản thánh tổ. Thật sự cho rằng chỉ cần một kiện Thông Thiên Linh Bảo là có thể bảo vệ tính mạng của mình sao? Phân hồn nguyên sát và Lung Mộng có thể cùng hưởng ký ức của Ma Phi, hiển nhiên căn cứ theo ấn tượng của Ma Phi, Lạc Hồng phải thuộc về linh đan rượu dược kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 755, Giao Thủ Ám Toán. Lạc Mỗ cũng không muốn đối đầu với tiền bối, nhưng mà chuyện tiền bối muốn làm là Lạc Mỗ không thể tiếp nhận được, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cược một lần. Lạc Hồng không trông cậy vào khẩu pháo liền làm Diệp Chính nhảy dựng lên, chỉ cầu hắn chờ một lúc không bỏ đá xuống giếng là được. Ha ha, thật là buồn cười. Tiểu tu sĩ ngươi đừng quên, hiện tại ngươi đối mặt, không chỉ là một đạo thần niệm cách phong ấn, trước thử từ lòng bàn tay của bản thánh tổ chạy đi. Nữ tử quyến rũ bởi vì Lạc Hồng cuồng vọng, cười đến run rẩy cả người, nhưng đột nhiên nàng lại đánh ra một đạo pháp quyết xanh biếc. Chỉ thấy, Hắc Phong Kỳ giống như vừa rồi thi triển thần thông, lấy Lạc Hồng làm trung tâm trong phạm vi trăm trượng. Vô số quang điểm màu đen từ trong ác phong hiện lên, sau một khắc liền muốn ngưng tụ thành một viên linh cầu màu đen. Mặc dù linh cầu màu đen hình thành vô cùng nhanh chóng, nhưng Lạc Hồng vẫn luôn đánh cho 12 vạn phần tinh thần sớm thuấn di ra ngoài, vẫn không bị nhốt ở trong đó. Tuy nhiên điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là nữ tử quyến rũ thấy cảnh này chẳng những không hề không vui, mà ngược lại khóe miệng còn nhếch lên, giống như đã thực hiện được âm mưu gì đó. Lạc Hồng vừa mới tránh thoát công kích nhướng mày, hắn cảm ứng được không gian quanh thân đã kịch liệt vặn vẹo, giống như là bị nhét vào một lồng chuột, vô luận chạy như thế nào,
cũng chỉ có thể ở tại chỗ. Bong bóng không gian, ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng lập tức ý thức được mình gặp phải khốn cảnh như thế nào. Chơi độn thuật trước Hắc Phong Kỳ, bản thánh tổ nuốt nguyên anh của ngươi. Năm ngón tay của nữ tử quyến rũ hợp lại, từ xa vọt tới một màn sáng màu đen, trong chớp mắt đã thu nhỏ lại thành một linh cầu màu đen đường kính vài trượng, Lạc Hồng bị nhốt trong đó. Thì ra, hôm nay toàn bộ không gian phong ấn chính là một cái bong bóng không gian thật lớn, vô luận trốn thế nào, đều là vô dụng. Nguyên anh của Lạc Mỗ giữ lại còn có ích, nhưng không thể giao cho tiền bối. Không đợi nữ tử quyến rũ vận dụng thủ đoạn luyện hóa hắn, Lạc Hồng liền toàn lực điều khiển càn khôn chi lực, tạo ra một lực trường cực kỳ hỗn loạn quanh người hắn. Lực trường vừa ra, linh cầu màu đen liền phát ra một tiếng bành vang nhỏ, đơn giản bạo liệt ra. Thần thông bong bóng không gian của Hắc Phong Kỳ này so với bong bóng thời không mà Lạc Hồng từng thấy qua thì vô cùng tương tự. Dựa vào lực lượng còn lại đều có thể dùng để bài trừ, chỉ có lực lượng càn khôn là khắc tinh. Chỉ cần khuấy động một chút là có thể khiến bản thân loại thần thông mất cân bằng này sụp đổ. Tiện tay, Lạc Hồng đánh ra một đạo càn khôn chi lực, cứu Mộc Phu Nhân hai nữ tử đi ra. Thật can đảm. Nữ tử quyến rũ hiển nhiên không có dự đoán được loại tình huống này, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, giơ ngón tay ngọc điểm một cái, chỉ vào đầu Lạc Hồng. Lạc Hồng vừa thấy phân hồn nguyên sát bay bổng như vậy, không có nhiều khí tức, thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ, hai tay linh quang lóe lên, kẹp lấy hai tấm phù lục. Lúc này, ngón tay ngọc thon dài của nữ tử quyến rũ khẽ động, đầu ngón tay không thấy chút linh quang nào, chỉ là bắn ra hư không hai cái. Diệp Chính ở bên trong tu sĩ Diệp gia nhìn mà không hiểu ra sao, thần sắc không khỏi ngẩn ra, nghĩ không ra nữ tử quyến rũ là có dụng ý gì. Mà Lạc Hồng lại có cảm ứng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thần thức áp xúc đến cực điểm, đánh úp tới mi tâm của mình. Thần thức hóa tinh. Đây là thần thông tự sinh nguyên thần của tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tương tự như thần thức hóa hình khi còn nguyên anh kỳ. Nhưng càng thêm giản dị tự nhiên, có hiệu quả nghiền ép nguyên thần của tu sĩ nguyên anh kỳ. Nguyên thần của Lạc Hồng mặc dù có thể trừ hóa thần sơ kỳ tu sĩ, không phải rất sợ chiêu thức ấy của phân hồn nguyên sát, nhưng nếu trúng chiêu, tất nhiên sẽ bị thương nguyên thần, tiến tới hoảng hốt một hồi. Đối với chuyện này, Lạc Hồng hiển nhiên là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giờ phút này, hắn không chút do dự rung cổ tay hai cái, hai tấm phù lục kẹp ở giữa kiếm chỉ tựa như hai mũi tên nhọn bắn nhanh ra, trước sau bạo liệt ra. Chỉ thấy một viên châu hơi mờ, lớn chừng ngón cái, bị hào quang màu hồng bạo liệt chiếu rọi ra. Trong linh quang màu hồng ẩn chứa chú thuật cường đại ba động, lúc này liền tác dụng lên trên hạt châu hơi mờ, sau một khắc lại làm mặt ngoài nó xuất hiện vết rạn. A, à, diệt hồn phù, ngươi lại có diệt hồn phù, các ngươi đều là người chết sao? Giết hắn cho bản thánh tổ. Nữ tử quyến rũ đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức thu hồi thần thức, khiến cho viên châu hơi mờ tự động biến mất, lập tức oán độc ra lệnh. Thì ra, hai tấm phù lục kia chính là Lạc Hồng dùng chi thức chú thuật mới lấy được, nghiên cứu chế tạo ra chú phù mới, uy lực vượt xa chú phù trước kia dùng dưỡng hồn châu luyện chế. Dựa vào ưu thế của phù lục, Lạc Hồng hoàn toàn không cần lo. Lắng chú thuật phản phệ, chỉ là bởi vì tài liệu không nhiều lắm, nên cũng không luyện chế nhiều. Vừa rồi, hắn tế ra hai tấm thần thức hóa tinh, căn cứ vào diệt hồn chú luyện ra, rồi chính diện đánh tan thần thức của phân hồn nguyên sát. Đương nhiên, đó cũng không phải là nói rõ chú phù mà Lạc Hồng luyện chế, đủ để áp chế nguyên thần cấp bậc hóa thần hậu kỳ này. Dù sao, thần thức giao phong cho tới bây giờ đều là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Lạc Hồng mượn phù lục có thể chỉ để ý đả thương địch thủ, mặc kệ tự tổn hại, tự nhiên chiếm tiện nghi. Mà sở dĩ phân hồn nguyên sát giật mình như thế, chính là bởi diệt hồn phù căn bản không phải của nhân giới, mà xuất từ linh giới. Tấm của nàng là năm đó từ trong tay tu sĩ linh giới đoạt được. Hiện tại, Lạc Hồng lại có thể một lần tế ra hai tấm, điều này khiến phân hồn nguyên sát không khỏi phỏng đoán quan hệ giữa hắn và linh giới. Đáng giận, may mà không phải trực tiếp tác dụng lên nguyên thần, bằng không bản thánh tổ sẽ phải nối gót lung mộng. Người này rất cổ quái, trước hết để cho tu sĩ nhân tộc thăm dò hắn một phen rồi nói sau. Nữ tử quyến rũ ngoài mặt nổi giận, kỳ thật trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Nhưng mà, những lời trước đó của Lạc Hồng vẫn quanh quẩn trong lòng Diệp Chính, để cho hắn không có lập tức ra tay. Tuy bát linh xích đã tới tay, nhưng Diệp gia cũng không đắc tội được nhiều vị tu sĩ hóa thần, nguyên sát phân hồn lại không có biểu hiện ra thực lực nghiền ép cấp. Đối phó một Lạc Hồng cũng muốn bọn họ ra tay,
này làm sao khiến Diệp Chính hết hy vọng đầu nhập. Nữ tử quyến rũ thấy vậy vừa định nổi giận, ánh mắt phát lạnh, muốn giết gà dọa khỉ, lại đột nhiên sắc mặt đột biến, quay đầu lại. Chỉ thấy một tu sĩ áo đen giống Lạc Hồng như đúc, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phụ cận Lung Mộng hồn thể, miệng liền phun ra một cỗ linh diễm đỏ thẫm. Linh diễm này cùng ma diễm luyện hóa Lung Linh Mộng vừa chạm vào, cả hai liền bạo phát xung đột kịch liệt, thôn phệ lẫn nhau, thân ngoại hóa thân. Nữ tử quyến rũ liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của Lạc Hồng, lập tức phát hiện ma hỏa của mình trong thời gian ngắn liền rơi xuống hạ phong, không khỏi rất là khiếp sợ. Lung Mộng tuyệt đối không thể để cho nó chạy, vì vậy nàng không chút nghĩ ngợi liền từ trong miệng phun ra một đoàn ma khí đen thui nồng đậm như dịch. Luồng ma khí này không giống với ma khí mà Lạc Hồng từng thấy, khiến linh giác của hắn truyền đến ý niệm cấp bách thoát đi, phảng phất một khi tiếp xúc, sẽ vạn kiếp bất phục. Chân ma nguyên khí. Hai mắt Diệp lão thất tỏa sáng hô to một tiếng, hắn theo đuổi ma khí quán đỉnh, liền cần loại ma khí đặc thù này. Cái gọi là chân ma nguyên khí chính là đối ứng với thiên địa nguyên khí một loại ma khí, hai cái có chỗ tương đồng, cũng có khác nhau cực lớn. Trong đó có một điểm vô cùng mấu chốt, đó là dưới tình huống không có thiên địa nguyên khí bảo vệ. Vô luận là tu sĩ hay là pháp bảo cùng chân ma nguyên khí tiếp xúc, đều rất dễ bị ma hóa. Chương 756, những thứ này phải xóa đi. Mặc dù một ngụm chân ma nguyên khí này là thủ đoạn mà nữ tử quyến rũ dưới tình thế cấp bách thi triển, nhưng cũng không phải là biện pháp khẩn cấp gì, ngược lại là kế tốt nhất. Nàng liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân ma hỏa của mình thất bại, chính là bởi vì trong linh diễm đối phương chứa đựng pháp tắc chi lực, cho nên chỉ dựa vào ma khí bình thường tăng phúc uy lực ma hỏa sẽ không tạo ra hiệu quả tốt, thậm chí là ma khí hao tổn vốn đã không còn nhiều. Chỉ có sử dụng chân ma nguyên khí mới có thể khiến uy lực ma hỏa tăng lên một cấp, áp đảo linh diễm của đối phương. Ngoài ra, tác dụng ma hóa của chân ma nguyên khí là vô địch nhân giới không có thiên địa nguyên khí hiện nay. Nữ tử quyến rũ tin chắc chỉ cần chân ma nguyên khí bao bọc hóa thân của Lạc Hồng lại, nàng sẽ lập tức thu được một ma bọc, từ đó biết được tất cả tình báo của Lạc Hồng. Nhưng chỉ tiếc, những mưu đồ này của nàng tất cả đều căn cứ vào hóa thân Lạc Hồng cùng Hắc Ô Chân Viêm sợ hãi chân ma nguyên khí, kết quả thu được cũng có thể nghĩ. Chỉ thấy đoàn ma khí màu đen quái dị xiên xệt bổ nhào tới gần Lung Mộng, áo đen Lạc Hồng chẳng những không tránh không né, ngược lại hai mắt lóe lên huyết quang, mở ra hai tay nghênh đón, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắc Ô Chân Viêm tiếp xúc với nó, đằng một cái bốc cháy lên cao, phảng phất bị dội vào vật dễ cháy. Thậm chí nguyên bản bởi vì thu kim từ linh mộc mà hao tổn, thoáng cái khôi phục 8-9 thành. Mà sau đó hắc bào Lạc Hồng đắm chìm ở dưới chân ma nguyên khí, giờ phút này lại nuốt từng ngụm ma khí độc đáo này, trên thân thể hiện ra mảng lớn ma văn. Tiếng tim đập đùng đùng rung động, càng thêm kịch liệt, giống như hạt giống khô cạn đã lâu không được cam lộ tẩm bổ, bây giờ khôi phục như vậy. Không thể nào, linh diễm này có thể luyện hóa chân ma nguyên khí, tuyệt đối không thể nào. So với dị biến của Lạc Hồng áo đen, nữ tử quyến rũ càng kinh ngạc hơn với thần thông của Hắc Ô Chân Viêm, thậm chí kinh ngạc đến mức không dám tin vào mắt mình. Phải biết rằng, chân ma nguyên khí chính là gốc rễ của ma giới, là tồn tại ngay cả vô số giới diện đại năng cũng cực kỳ đau đầu. Thường thường chỉ cần một chút, liền có thể đại quy mô cải biến hoàn cảnh một giới diện, đem vô số linh khí, chuyển hóa làm ma khí. Ma tộc dựa vào điều này mới có thể chinh phục rất nhiều giới diện, thành tựu uy danh hiện giờ. Trong nhận thức của nữ tử quyến rũ, chỉ có chân ma nguyên khí đem linh khí chuyển hóa thành ma khí, chứ không có tình huống chân ma nguyên khí bị chuyển hóa thành linh khí tồn tại. Nhưng hiện tại, nhận thức của nàng hiển nhiên là bị lật đổ, mà ở sau khi ý thức điểm này, tầm quan trọng của Lạc Hồng ở trong mắt nàng liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Linh diễm này là uy hiếp cực lớn đối với ma tộc, phải bóp chết hắn từ trong trứng nước. So sánh với nhau, Lạc Hồng đối với kết quả này đã sớm có đoán trước. Ma khí có hiệu quả đốt Hắc Ô Chân Viêm, Lạc Hồng đã sớm nhận thức được từ lúc ở Loạn Tinh Hải. Bất quá khi đó hắn còn chưa làm rõ ma tử là cái gì, cho nên cũng không rõ ràng nguyên lý trong đó. Nhưng mà cho tới bây giờ, vấn đề này đã có đầy đủ lý luận trụ cột để cung ứng đáp lại. Nếu ma tử có thể nói là sản vật linh tử nứt ra, vậy linh tử tự nhiên có thể thông qua ma tử tụ biến đạt được. Hắc Ô Chân Viêm sinh ra trong tụ biến thành hạt nhân, có lẽ bởi vậy tiếp xúc đến một ít pháp tắc, từ đó lấy được năng lực tụ biến ma tử,
bề ngoài hình thành phệ ma tính không giống bình thường. Đối với Lạc Hồng mà nói, thần thông của bản thân HO Chân Viêm không phải là quan trọng nhất hiện tại, tình trạng của Lung Mộng mới là quan trọng nhất hiện tại. Sau khi hấp thu chân ma nguyên khí, HO Chân Viêm tăng vọt rất nhanh liền thôn phệ ma hỏa bao vây Lung Mộng hồn thể. Nguyên thần tương đương với hóa thần hậu kỳ này, sau khi trải qua diệt hồn phù đánh thẳng và ma hỏa luyện đốt, dĩ nhiên là suy yếu không chịu nổi. Mặc dù hiện tại Lạc Hồng thi triển một vài chú thuật có thể ảnh hưởng đến ký ức và nhận thức của hắn, nàng cũng vô lực chống cự. Nếu không phải ngày sau Hàn Lão Ma cùng Linh Lung có một chân, nàng lại là một phần của Linh Lung. Hiện tại Lạc Hồng nói không chừng sẽ dùng mê hồn đại pháp ở sâu trong nguyên thần của nàng động tay chân một chút. Lung Mộng loại trạng thái suy yếu này đúng là nguyên sát phân hồn cần, nhưng đối với Lạc Hồng mà nói lại là kết quả xấu nhất. Điều này đại biểu khả năng hắn từ Lung Mộng có được viện thủ đã hoàn toàn bằng không. Nhưng Lạc Hồng cũng không thể không cứu nàng, dù sao phân hồn nguyên sát nếu dung hợp với Lung Mộng trở thành ma phi. Tu vi nguyên thần tăng nhiều chỉ là thứ yếu, chủ yếu là như vậy, nàng lập tức có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của yêu thể Linh Lung. Thực lực của yêu tu có hơn phân nửa đều ở trên thân thể, tất nhiên Lạc Hồng phải kiệt lực tránh cho việc này phát sinh. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, chuyện thứ nhất hắn làm khi xuất hiện trong khe hở không gian chính là tra xét tình huống của Hàn Lão Ma và Lung Mộng. Nếu không cũng không thể ở khe hở không gian che giấu, vụng trộm đem hóa thân từ trong ngọc phủ tùy thân phóng ra. Yêu phi đại nhân, không ngại, trước tiên tĩnh dưỡng hồ lô này một phen, đợi lát nữa đánh nhau, Lạc Mỗ không để ý tới ngươi. Thừa dịp nữ tử quyến rũ kinh hô, Lạc Hồng độn đến bên cạnh Lung Mộng, lấy ra một cái hồ lô nhỏ toàn thân do hắc mộc chế thành nói. Dưỡng hồn mộc. Ha ha, tiểu tu sĩ, bảo bối của ngươi cũng rất nhiều, nhưng bản phi dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mặc dù giọng nói của Lung Mộng suy yếu, nhưng khí thế của yêu phi không hề giảm xuống, nghi ngờ nhìn Lạc Hồng. Điều này cũng không thể trách nàng không thấy rõ tình thế, ngược lại là bởi vì nàng thấy rõ tình thế mới cảm thấy khó hiểu đối với Lạc Hồng đột nhiên xuất thủ tương trợ. Nếu như bát linh xích còn ở trong tay nàng, nàng còn có thể nghĩ thông suốt, nhưng hôm nay nàng ngay cả bát linh xích cũng không có, đối phương cũng không thể là nhìn trúng sắc đẹp của nàng chứ. Hắc, người một nhà đừng nói hai lời, khí tức tuyết linh ngươi cũng cảm nhận được đi, nàng đã là yêu của Hàn sư đệ ta. Ngươi làm sao cũng coi như là một cô em vợ nhỏ, người làm huynh trưởng Lạc Mỗ tự nhiên sẽ không nhìn ngươi đi tìm chết. Đi thôi, đừng nói nhảm, sát khí của thánh tổ đại nhân nhanh để Lạc Mỗ không thở nổi. Lạc Hồng không có cách nào giải thích động cơ của mình, lập tức chỉ có thể cười nhạo nói. Cũng may, Lung Mộng cao ngạo thì cao ngạo, nhưng chung quy là một kẻ tiếc mạng, hừ lạnh một tiếng liền trốn vào trong hồ lô do dưỡng hồn mộc chế tạo. Hồ lô này vốn là pháp khí Lạc Hồng chuẩn bị cho Nguyên Giao, không nghĩ tới hôm nay lại dùng ở chỗ này. Mặc dù Lạc Hồng cứu nguyên thần của Lung Mộng, ánh mắt của nữ tử quyến rũ cũng không có rời khỏi HO Chân Viêm. Loại linh diễm có thể phệ ma hóa linh này xuất hiện đã từ trên căn bản cải biến mục tiêu của nàng. Hiện tại, chinh phục nhân giới đã xếp hạng thứ hai, tiêu diệt Lạc Hồng cùng bóp chết HO Chân Viêm mới là mục tiêu hàng đầu của nàng. Tương ứng, ý nghĩ muốn thăm dò lúc trước cũng theo đó mà quét sạch, dù sao sau khi không lấy chinh phục nhân giới làm mục tiêu chủ yếu, nàng mặc dù cùng Lạc Hồng liều mạng đồng quy vu tận cũng không sao. Nhân tộc ngươi nắm giữ lực lượng cấm kỵ, nhất định phải bị xóa đi khỏi thế giới này. Không có ý định tiết kiệm ma lực, nữ tử quyến rũ lại lần nữa lay động hắc phong kỳ, vô cùng vô tận ác phong hội tụ lại, tạo thành hình thức ban đầu của một con giao long. Hiển nhiên, nữ tử quyến rũ này là muốn dùng một kích trí cường phá vỡ cửu chân phục ma trận, diệt sát Lạc Hồng thành cặn bã. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 757, Linh Bảo Tranh Chấp. Khó chịu, đây chính là lười biếng, xui xẻo a, sớm biết như thế ta liền đổi với hướng lão quỷ một lần. Sau khi tự giễu một câu, Lạc Hồng không dám chậm trễ lấy ra một cổ phù nói, tiểu kim, chúng ta lại phải kề vai chiến đấu rồi. Khác với tâm tình hối hận của Lạc Hồng, lúc này Tiểu Kim rất hưng phấn, sau khi vui vẻ hót lên một tiếng, không cần Lạc Hồng ra lệnh, nó lăn một vòng, hóa thành mấy trượng. Cùng lúc đó, trong miệng Lạc Hồng phun ra một đạo huyết tiễn, rót lên vô tướng dung linh phù, làm cho nó sáng lên một vòng huyết sắc. Ngay sau đó cổ tay hắn lắc một cái, dán phù này lên lưng của nàng.
Sau một khắc, lực phù lục bộc phát, linh quang màu máu bao vây toàn bộ tiểu kim lại, cũng hóa thành một vệt sáng bay tới sau lưng Lạc Hồng. Khi huyết sắc linh quang tán đi, phía sau Lạc Hồng xuất hiện hư ảnh tiểu kim, cũng dần dần hòa làm một thể với hắn. Chỉ nghe tiếng rắc 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 vang lên, thân thể Lạc Hồng bành trướng một vòng, thân thể bị kéo đến hơn một trượng. 10 ngón nổi lên hào quang màu vàng sậm, đầu ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén, tóc cùng đồng tử cũng biến thành màu vàng, hai bên gương mặt mọc ra một ít linh vũ màu vàng. Bộ dáng nửa người nửa yêu như vậy, đúng là tư thái bình thường sau khi vô tướng dung linh phủ có hiệu quả. Giờ phút này, Lạc Hồng tu vi thoáng cái tăng vọt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng nếu muốn đối kháng nữ tử quyến rũ không tiếc tiêu hao ma khí, sử dụng hắc phong kỳ đánh ra một kích toàn lực, này còn xa xa không đủ. Ở nhân giới, có thể đối phó một kiện thông thiên linh bảo, vĩnh viễn chỉ có một kiện thông thiên linh bảo khác. Chỉ thấy thủy hỏa bát quái bàn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, Lạc Hồng lúc này liền đem pháp lực mênh mông trong cơ thể rót vào trong đó. Lập tức, một hư ảnh bát quái đường kính mấy trăm trượng liền hiện ra ở trong không gian phong ấn, hơn nữa trong nháy mắt thổi bay ác phong xung quanh, quét ra một mảng lớn không gian thanh minh. Linh áp thật cường đại, đây là uy lực của thông thiên linh bảo trong tay chúng ta. Diệp Chính ngửa đầu nhìn hư ảnh bát quái, trong lòng nóng bỏng không thôi, đồng thời cũng càng thêm kiên định ý niệm tọa sơn quan hổ đấu. Sư tỷ, rốt cuộc hướng tiền bối đang ở đâu, chỉ sợ một mình Lạc đạo hữu sẽ không thể chống đỡ được bao lâu. Lam Thải Nhi lo lắng nhìn lên bầu trời, vừa rồi phân hồn nguyên sát mang đến cho nàng cảm giác vô lực, làm nàng thật sự không có chút lòng tin nào với Lạc Hồng. Quỷ mới biết lão già kia chạy đi đâu, vừa rồi thật sự là thiếu chút nữa mất mạng. Sư muội, chúng ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này nữa, nếu muốn trợ giúp Lạc đạo hữu, chỉ có đi tầng thứ 9 trấn ma tháp, mau theo ta. Mộc phu nhân cắn răng ngà, u oán mắng một câu, lập tức kéo cổ tay Lam Thải Nhi, muốn cùng nàng hướng mặt đất bỏ chạy. Bên kia, đám người phát hiện không ổn cũng muốn từ trong phong ấn không gian này chạy thoát, đang cùng huyết diễm cổ ma đấu túi bụi. Bốn người Hoa Thiên Kỳ, tiên sư họ Từ, Lâm Ngân Bình, còn có Khuê Linh mặc dù chiếm ưu thế về nhân số. Nhưng một là muốn thời thời khắc khắc ngăn cản ác phong, hai là không tín nhiệm lẫn nhau, vậy mà Thủy Chung không bắt được huyết diễm cổ ma. Từ huynh, ngươi nói Lạc đạo hữu đối phó được ma nữ kia sao? Động tĩnh to lớn ở phía xa khiến chiến trường bên này không khỏi dừng lại, Lâm Ngân Bình vẻ mặt lo lắng nói. Ma nữ kia tay cầm thông thiên linh bảo, ngay cả tu sĩ hóa thần sợ cũng khó có thể bắt được. Lần này họ Lạc khinh địch, nhất định là sẽ bị thiệt thòi lớn, chúng ta phải lập tức từ đây đi ra ngoài. Tiên sư họ Từ bị Lạc Hồng giết chết linh cầm, hận hắn thấu xương, lúc này trong lòng giấu giếm khoái ý nói. Hoa sư huynh, hai vị hóa tiên tông lén lén lút lút, cũng không tới đây cùng đối phó cổ ma, chỉ sợ là có đường khác. Tu sĩ mặt đen của Độc Thánh Môn phát hiện hướng đi của hai người Mộc phu nhân, vụng trộm hướng Hoa Thiên Kỳ truyền âm nói. Chớ có phô trương, Hoa Tiên Tông là tông môn gần nơi đây nhất, chỉ sợ tổ tiên cũng có quan hệ với Côn Ngô Sơn cổ tu. Ngươi không cảm thấy bát linh xích kia rất giống tứ tượng xích trong tay Lam Thải Nhi sao? Hoa Thiên Kỳ ánh mắt chớp động hai lần, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, chư vị sư đệ. Chờ một lúc nữa cùng Vi Huynh triển khai xương độc bích lân, che lại thân hình, chúng ta liền thu khí rút lui nơi này. Có những ác phong có thể quấy nát thần thức này, chỉ cần cẩn thận một chút, chúng ta hẳn là có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Mộc phu nhân các nàng tám phần là tìm được đường ra khác, đều là tông môn Nam Cương, lúc này nên trông giữ lẫn nhau mới đúng. Làm cổ ma duy nhất ngoại trừ phân hồn nguyên sát nơi đây, huyết diễm hiện tại cơ hồ muốn tức giận nổ tung. Nghĩ đến hắn đường đường là tồn tại cao giai của thánh tộc, nhục thân lại bị nhân tộc dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân, quả thực là sỉ nhục trong sỉ nhục. Hiện tại hắn muôn phần muốn đoạt lại thân thể, nhưng mà mệnh lệnh của thánh tổ để cho hắn phải thủ ở chỗ này, coi chừng những linh đan diệu dược này. Hy vọng thánh tổ có thể lưu lại nguyên anh của ngươi, đến lúc đó bản tôn sẽ cho ngươi biết cái gì là luyện ngục vô biên. Lửa giận trong lồng ngực hóa thành sát ý, bốn tay huyết diễm chảo một cái, bốn khẩu quang nhận đen nhánh được hắn ngưng tụ ra. Loại thần thông giống như đao hạt cao chu ba, luận trình độ sắc bén chỉ ở dưới vết nứt không gian, thủ đoạn hộ thân bình thường căn bản không thể tiếp được một kích. Cho nên khi huyết diễm cầm bốn thanh hắc nhận trong tay hung hăng chém xuống đám người Khuê Linh, chiến trường này lập tức tiến vào giai đoạn gay cấn. Chưa đủ, còn chưa đủ.
bên ngoài kiểm tra đo lường ra uy lực công kích của nữ tử quyến rũ, đang lấy tốc độ cực nhanh liên tiếp kéo lên, rất nhanh đã vượt qua 400 triệu độ. Chiếu theo tư thế này, khi thần thông của đối phương thành hình, uy lực của nó cuối cùng sẽ vượt qua 500 triệu độ. Phải biết rằng, bình thường chỉ cần uy lực công kích ngàn vạn độ là có thể đánh tan một tòa núi cao 3-400 trượng. Như vậy có thể tưởng tượng được công kích 5 ước độ có bao nhiêu hủy thiên diệt địa. Đây cũng không phải lực lượng mà tu sĩ hóa thần sơ kỳ có thể nắm giữ, mà là lực lượng kinh thiên mà tu sĩ hóa thần trung kỳ mới có thể đạt được. Mà Lạc Hồng trước khi thu được một kích toàn lực của thủy hỏa bát quái bàn, chỉ có thể vượt qua hàng trăm triệu, thuộc về cấp độ của tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường. Hiện tại cho dù là toàn lực sử dụng thủy hỏa bát quái bàn, hắn có thể phát huy uy lực cực hạn cũng chỉ có 300 triệu độ. Còn lại chênh lệch 200 triệu độ, không phải nhục thể của hắn có thể chống đỡ được. Đáng chết! Hắc phong kỳ này quá mạnh mẽ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, chí ít lại tăng phúc 100 triệu độ. Cũng là nguyên nhân khiến cho thông thiên linh bảo sinh ra chênh lệch lớn như vậy, một là bản thân hắc phong kỳ mạnh hơn thủy hỏa bát quái bàn một chút, hai là nữ tử quyến rũ có thể phát huy năm thành uy lực của hắc phong kỳ, mà Lạc Hồng dựa vào hiểu biết đối với càn khôn chi lực cũng chỉ có thể phát huy ra 4 thành. Sau một thoáng do dự, Lạc Hồng cũng bất chấp tài vật gì không lộ ra ngoài, tay trái nhẹ nhàng vỗ ót, liền đem nửa khối ngọc giác màu trắng ngà tế ra. Không cần nhiều lời, đây chính là nửa khối kim triện ngọc thư. Không có thời gian nói nhảm, sau khi tế ra bảo vật này, Lạc Hồng lúc này niệm chú ngữ, thôi động cấm chế hỏi thiên chân nhân lưu lại trên đó. Rất nhanh, quang hoa màu trắng sữa liền tản ra, rơi vào trên bàn thủy hỏa bát quái trong tay Lạc Hồng. Lập tức, linh quang màu trắng sữa lan tràn đến toàn bộ bát quái hư ảnh, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, tốc độ thủy hỏa song ngư xoay tròn bạo tăng gần gấp đôi. Chương 758, Trung Sơn Pháp Tướng. Sở dĩ thông thiên linh bảo cường đại, chính là bởi vì nó chạm đến đệ tứ trọng uy lực biến chất hạch tâm, cũng chính là pháp tắc chi lực. Lạc Hồng chính là bằng vào lý giải thô thiển đối với càn khôn pháp tắc mới có thể lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ phát huy ra 4 thành uy lực của thủy hỏa bát quái bản. Bình thường không đến cảnh giới hóa thần, bước đầu khống chế thiên địa nguyên khí, dù trong tay có thông thiên linh bảo cũng chỉ có thể phát huy 1-2 thành uy lực của nó. Phân hồn nguyên sát mang đến khốn cảnh cho Lạc Hồng, bất kỳ biến số lượng nào cũng không thể phá tan, chỉ có từ pháp tắc chi lực vào tay mới có thể có một đường sinh cơ. Kim tử ngọc thư được dùng ngân khoa văn viết, ẩn chứa pháp tắc chi lực vượt qua bất kỳ thông thiên linh bảo nào, sợ rằng chỉ có chí bảo của huyền thiên mới có thể so sánh với nó. Bất quá loại pháp tắc vô chủ này hiển nhiên không phải tu tiên giả có thể trực tiếp lợi dụng, trừ phi bản thân hắn nắm giữ pháp tắc đối ứng mới có thể mượn lực một chút. Phiến kim lễ ngọc thư này trong tay Lạc Hồng, cho dù là ở trong 72 trang ngoài, cũng là tồn tại cực kỳ đặc biệt. Tiên gia phù lục ghi chép bao hàm toàn diện, bao gồm 3.000 đại đạo. Nói cách khác, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó có thể nói là không gì không bao hàm, căn bản không cần đặc biệt đối ứng, liền có thể mượn lực của nó. Cho nên, kim khuyết ngọc thư này tuy chỉ là ngọc giản công pháp tiên giới, nhưng đến hạ giới lại có thể trở thành pháp bảo uy lực cường đại. Mặc dù trong tay Lạc Hồng chỉ có nửa miếng ngọc liễn, nhưng sau khi trải qua vận khí xấu trực tiếp giáng xuống đỉnh đầu phân hồn nguyên sát, vận khí của hắn cuối cùng cũng đã trở nên linh hoạt. Dưới sự gia trì của lực lượng pháp tắc trong kim khuyết ngọc thư, uy lực của thủy hỏa bát quái bàn bạo tăng, nhưng cũng khiến lực trưởng khống của Lạc Hồng giảm xuống rất nhiều. Hắn cảm giác mình giờ phút này giống như là một đứa bé vung chùy sắt lớn, chỉ có thể lựa chọn lúc nào buông tay, không cách nào làm bất luận thao tác tinh tế gì. Nhưng mà, dưới đại đạo tự có quy tắc, cho nên có khi im hơi lặng tiếng có thể thắng. Chỉ thấy, thủy hỏa song ngư cấp tốc xoay tròn, càn khôn chi lực nguyên bản vô hình vô sắc lại phác họa ra từng đường cong màu vàng đen. Trong nháy mắt, một bóng dáng dị thú thân dài mấy trăm trượng thình lình xuất hiện. Thời khắc này, vốn dĩ đã vượt qua sự khống chế của Lạc Hồng, càn khôn chi lực phát tán ra xung quanh trong nháy mắt bị ngăn chặn. Trên mặt đất, vô số đất đá văng tung tóe, các loại kỳ hoa dị thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngờ lại nhao nhao trôi nổi đến vị trí ngang bằng với dị thú đầu rồng. Dường như chỉ riêng dị thú này là tồn tại đã có thể điên đảo càn khôn, tự thành thiên địa. Trung Sơn Pháp Tướng, khối ngọc giác kia đến tột cùng là cái gì? Nữ tử quyến rũ thấy thế lập tức kinh hô,
sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ngọc liễn màu nhũ bạch biến hóa như vậy. Đồng thời, nàng cũng không định kéo dài thêm, dốc sức rót ma khí vào trong hắc phong kỳ, gia tốc thần thông thành hình. Một hơi sau, một đầu phong dao còn lớn hơn trước đó ngưng tụ ra. Chỉ thấy nữ tử quyến rũ vung hắc phong kỳ, hung hăng chỉ về phía Lạc Hồng, con hắc phong cự dao này điên cuồng gào thét vặn vẹo thân thể bay nhào tới. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng chán nổi gân xanh, hét lớn một tiếng, đi. Lập tức, bốn vó của dị thú đầu rồng đạp mạnh, trong không gian rung mạnh nứt toác mà ra. Hắc phong cự dao cùng dị thú đầu rồng độn tốc đều cực kỳ nhanh, Lạc Hồng còn chưa dứt lời, cả hai liền ầm ầm va chạm vào nhau. Sóng xung kích to lớn mãnh liệt như biển gầm, sắc mặt tất cả tu sĩ trong không gian phong ấn đều đại biến, tế ra thủ đoạn hộ thân. Sau khi gian nan chịu đựng dư ba đầu tiên này, mọi người nhao nhao nhìn về phía trung tâm va chạm. Chỉ thấy hai con cự thú do thần thông diễn biến thành, đúng là liều mạng lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại. Hắc phong cự dao giống như mãng xà, cuốn lấy dị thú đầu rồng, vô số phong nhận cấu thành thân dao của nó điên cuồng cắt chém thân thể dị thú giống như ngựa hoang kia. Mà đầu rồng mặc dù nhìn như bị quản chế và lại mình đầy thương tích, nhưng ở lúc ban đầu va chạm, nó trực tiếp một đầu đụng nát nửa đầu hắc phong cự dao, mình lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó, hai con cự thú điên cuồng đánh vào nhau, hắc phong cự dao mặc dù chiếm ưu thế thân thể, không ngừng mài mòn lấy dị thú đầu rồng, nhưng công kích của dị thú đầu rồng mạnh mẽ vô cùng. Bất kể là đầu đụng hay là móng đập, đều có thể làm thần thông thân thể của hắc phong cự dao bị vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lạc Hồng và Nguyên Sát Phân Hồn cũng không biết cuối cùng hưu chết vào tay ai. Giao thủ giữa những con quái vật khổng lồ, đối với nhóc tỳ xung quanh mà nói là vô cùng nguy hiểm. Tiên sư họ từ bên này vừa mang theo Lâm Ngân Bình tránh thoát phong nhận dày đặc như mưa rào. Bên phía huyết diễm cổ ma suýt nữa cùng truyền tống trận dưới thân, bị siêu trọng áp đột nhiên xuất hiện nghiền thành thịt vụn. Chỉ có mặt đất bị ngàn đao vạn quả và dấu chân khổng lồ mới có thể kể ra sự mạo hiểm vừa rồi. Cho dù là tồn tại nguyên anh hậu kỳ, dưới uy lực phảng phất thiên tai này cũng yếu ớt như bình ngọc. Nhưng bọn họ như vậy đã xem như là may mắn, dù sao ở thời điểm nguy hiểm tiến đến, còn có năng lực tránh né. Những tu sĩ nguyên anh sơ kỳ kia không còn dư giả như vậy, chỉ có thể dựa vào sự lọt mắt của ông trời mà sống. Nguyên nhân chính là như thế, tu sĩ Diệp gia rất nhanh đã bị tổn thất thảm trọng, bị phong nhận cắt rời và trọng áp nghiền nát chỗ nào cũng có. Có thể chạy ra nguyên anh, đều là may mắn. Cho dù Diệp Chính vô cùng kinh sợ, cũng chỉ có thể bảo vệ hai người tu sĩ mặt chữ điền, mà một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác của Diệp gia đã sớm không biết tung tích. Đánh đến mức này, Lạc Hồng và Nguyên Sát Phân Hồn đều cắn răng kiên trì, xem pháp lực của ai cũng không chống đỡ được. Vô lượng trấn hải quyết mà Lạc Hồng tu luyện nổi tiếng là pháp lực hùng hậu, lại có tiểu kim gia trì mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Mà Nguyên Sát Phân Hồn mặc dù tu vi chân thật cao hơn Lạc Hồng nhiều, nhưng ma khí trong cơ thể nàng đều là hấp thu từ trong ma khí. Cộng thêm trước đây đã tiêu hao một bộ phận dùng để công phá cửu chân phục ma trận, lại so với Lạc Hồng một bước lộ ra vẻ chống đỡ không nổi. Mắt thấy thắng bại đã phân, đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ màu vàng đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Hồng, sau đó nắm thành quyền đánh tới phía sau lưng hắn. Hừ, đợi đạo hữu đã lâu, đối mặt với đánh lén đòi mạng như vậy, Lạc Hồng lại hừ lạnh một tiếng, giống như sớm có dự đoán nói. Hắn biết rất rõ giao dịch giữa Diệp Lão Thất và Phân Hồn Nguyên Sát, thọ nguyên của đối phương sắp hết, chỉ có ma khí quán đỉnh mới có một đường sinh cơ. Cho nên, đối phương cùng Phân Hồn Nguyên Sát hoàn toàn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn làm sao có thể không đề phòng một chút chứ. Vừa mới nói xong, một dải lụa huyết hồng từ một bên vô thanh vô tức bắn ra, tản ra mùi máu tanh làm cho người buồn nôn trực tiếp chém về phía cự quyền màu vàng. Hai bên va chạm, dải lụa huyết sắc lại tựa như bổ ra đậu hũ, chém cự quyền màu vàng thành hai nửa, tiến tới tán loạn. Ngay sau đó, dải lụa huyết sắc này hơi quẹo vào, liền hướng một không gian không người, như tia chớp chém tới. Diệp Lão Thất ẩn núp đến tận đây cả kinh, đối mặt với dải lụa huyết sắc trong giây lát đã bổ đến trước mặt. Cũng bất chấp ẩn tàng thân hình, bước ra lui nhanh đồng thời tế ra một thanh cự kiếm màu vàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 759, Mê Tâm Đoạt Hồn.
Kiếm này trong nháy mắt cuồng trướng dài đến hơn một trượng, một tầng hoàng sắc linh quang dày nặng hiện lên trên thân kiếm, đem Diệp Lão Thất bảo hộ ở phía sau. Giải lụa huyết sắc cuốn tới, bao phủ toàn bộ Diệp Lão Thất ở trong đó. Lúc này, chỉ nghe phập một tiếng, trong huyết quang hiển hiện ra một thanh hung đao dài hơn một trượng, hung hăng chạm lên thân kiếm màu vàng. Đao này có bộ dáng cổ quái, rộng khoảng hai ngón tay, chiều dài có thể nói mỏng như giấy trắng. Trên lưỡi đao chớp động huyết mang yêu dị, tản ra ma khí kinh người. Sau khi linh quang bao phủ cự kiếm vừa dày vừa nặng bị chém trúng, chỉ hơi nhoáng lên một cái rồi bị phá nát. Tiếp theo, huyết đao thuận thế chém lên bản thể cự kiếm màu vàng. Lập tức, trên thân cự kiếm màu vàng sáng lên rất nhiều phù văn, linh quang điên cuồng lập lòe, cùng huyết quang đan vào một chỗ, thế cục trở nên giằng co. Nhưng sắc mặt Diệp Lão Thất không có một chút dịu lại. Hắn có thể cảm ứng được pháp bảo tràn ngập vô số tâm huyết của mình, chỉ là đau khổ chống đỡ, thời gian có thể tranh thủ cho hắn tuyệt đối sẽ không nhiều. Không kịp kinh hãi trước sự lợi hại của huyết đao, Diệp Lão Thất lật tay lấy ra một bình sứ trắng tinh không tì vết. Mà chính hành động này, trong lúc vô tình cứu hắn một mạng. Chỉ thấy, thanh huyết đao vốn đang liều mạng với cự kiếm màu vàng bỗng nhiên không hề có dấu hiệu báo trước khẽ cong, cực kỳ linh hoạt vòng qua cự kiếm, chém tới bên cạnh Diệp Lão Thất. Tốc độ của nó nhanh như điện, nếu không phải Diệp Lão Thất vừa vặn lấy ra bình sứ, cũng lập tức đổ máu đao từ miệng bình xuống. Dùng mảng lớn bạch hà dày đặc tuôn ra ngăn cản, chỉ sợ giờ phút này đầu hắn đã lìa khỏi cổ rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng xé vải tê tê liên tiếp vang lên, dạng mây trắng giống như cửa sổ giấy, dưới huyết đao liên tiếp bổ chém xuống, bị chém thất linh bát lạc. Diệp Lão Thất lúc này không nghĩ nhiều, há mồm phun ra một đoàn ngân quang, nên đón huyết đao sắp đột phá bạch hà. Ngay sau đó, huyết đao liền chính diện gặp quang đoàn màu bạc. Kèm một tiếng giòn vang, chùm sáng màu bạc bị đánh sơ xác, lộ ra một cây ngân xoa bao vây lấy nó. Mắt thấy cuối cùng chặn được huyết đao liều mạng này, Diệp Lão Thất không khỏi dừng lại, muốn thoát thân. Hắn rất tự biết mình, chỉ cần đánh lén thất bại, mình sẽ không thể địch lại Lạc Hồng. Nhưng mà, con mồi được Lạc Hồng an bài để chế ngự lại hóa thân của hắn, không muốn đưa tới cửa rồi nhảy xuống. Một đạo hắc sắc khí tiễn từ phía sau bắn tới, trong chốc lát liền đánh trúng huyết quang, rồi lập tức dung nhập vào. Sau một khắc, huyết quang trên huyết đao tăng vọt, uy lực lại tăng vọt một đoạn, ngân xoa vốn vẫn có thể đứng vững, lúc này ngăn cản không nổi, bị chém thành hai nửa. Diệp Lão Thất sắc mặt trắng nhợt, không khỏi há mồm phun ra một ngụm máu đen. May mà phản ứng của hắn rất nhanh, thần niệm khẽ động liền rời cự kiếm màu vàng đến trước người, ngăn trở thế chém của huyết đao. Lúc này trong đầu Diệp Lão Thất tất cả đều là ý niệm bỏ xe giữ tướng, không quan tâm đến pháp bảo bình sứ cùng cự kiếm màu vàng. Linh quang màu vàng trên thân lóe lên, hóa thành năm đạo hư ảnh màu vàng. Mắt thấy một khắc sau hắn sẽ chạy thoát, một đạo hắc mang từ mặt bên đánh tới, dễ dàng phá hủy độn thuật của hắn, khiến hắn lảo đảo ngã ra ngoài. Không! Trong tiếng hô tuyệt vọng của Diệp Lão Thất, huyết đao chém nát cự kiếm màu vàng trực tiếp chém qua thân thể của hắn, trong nháy mắt hút khô toàn bộ tinh huyết của hắn. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy ra, chỉ còn hai mảnh thây khô từ không trung rơi xuống. Thời gian đi về phía trước một chút, Mộc Phu Nhân và Lam Thải Nhi thoát ly trung tâm gió lốc, tiến nhập một tòa cung điện bí ẩn dưới mặt đất. Sau khi dùng Hóa Long Ấn giải khai cấm chế ở cửa cung điện, hai người nữ tử cất bước đi vào trong đó. Mà trong nháy mắt khi các nàng tiến vào tòa cung điện dưới mặt đất này, cấm chế trong điện liền bị xúc động, tiếng lửa cháy hừng hực không ngừng vang lên, trong điện phủ lờ mờ bị chiếu rọi sáng ngời một mảnh. Chỉ thấy tòa cung điện này vô cùng trống trải, ngoại trừ cột đá chống đỡ ra, chỉ còn trận văn phức tạp trên mặt đất. Mà khiến người ta chú ý nhất, chính là tế đàn cỡ nhỏ ở trung tâm, chính là chỗ này. Nhìn thấy tế đàn, Mộc Phu Nhân lập tức lộ vẻ mừng rỡ, thân hình lóe lên cùng Lam Thải Nhi leo lên đỉnh tế đàn. Sư tỷ, từ nơi này chúng ta có thể đi vào tầng thứ 9 trấn ma tháp. Lam Thải Nhi tuy là người thân tín của Mộc Phu Nhân, nhưng ngại môn quy, rất nhiều chuyện nàng cũng không rõ ràng. Không sai. Đợi ta xuất ra Hóa Long tỷ, chúng ta liền đi tầng thứ 9 gia cố phong ấn, tin tưởng nhất định có thể áp chế một bộ phận thực lực của ma nữ kia. Mộc Phu Nhân nhớ tới chuyện mình thiếu chút nữa đã chết trong tay nữ tử quyến rũ kia, không khỏi cắn chặt răng nói. Nhưng mà, lúc này nàng vừa mới tế ra Hóa Long tỷ, còn chưa kịp thi triển pháp quyết, cả tòa cung điện dưới mặt đất liền rung động lắc lư kịch liệt.
Lập tức tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền đến, mặt đất chấn động lại chưa từng nghe qua, mơ hồ có thể nghe được tiếng thú giống càng làm các nàng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Đáng chết, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Bộ dạng này, ta căn bản không khởi động được tế đàn. Nhìn thấy phù văn hỗn loạn, tế đàn lập tức trở nên hoảng loạn. Là đạo hữu cùng ma nữ kia đấu cùng một chỗ, song phương đều tế ra thông thiên linh bảo, động tĩnh nơi này bất quá là dư âm bọn họ đấu pháp mà. Thôi, một giọng nam dồn dập truyền đến từ cửa điện. Hoa đạo hữu, ngươi theo dõi chúng ta. Mộc phu nhân nhẹ nhõm nhận ra thanh âm của Hoa Thiên Kỳ, nghiêm khắc nói, ai bảo phu nhân có kế thoát thân chứ? Chuyện quá khẩn cấp, nơi này lúc nào cũng có thể bị dư chấn của đấu pháp phá hủy. Phu nhân thay mặt truy cứu hành động vô lễ của đám người Hoa Mỗ, không bằng trước rời khỏi không gian này rồi nói sau. Trước khi Hoa Thiên Kỳ tiến vào cung điện dưới mặt đất, nhưng đã tận mắt chứng kiến uy thế kinh thiên của Lạc Hồng và ma nữ thần thông. Đó tuyệt đối không phải lực lượng bọn họ có thể ngăn cản, cho nên giọng điệu lập tức rất là lo lắng nói. Không ngờ lại hỏng bét như thế. Bản phu nhân biết rồi. Hoa đạo hữu, ngươi lập tức cùng ba vị đạo hữu khác phân ra đứng ở bốn phương vị trong điện, dùng pháp lực bảo vệ tế đàn, trợ bản phu nhân thi pháp. Mộc phu nhân nghe Hoa Thiên Kỳ nói nghiêm trọng như vậy, càng không dám kéo dài, lập tức an bài. Được, tính mạng bốn người chúng ta toàn bộ đều nhờ phu nhân rồi. Nếu như đã chọn đi theo, lúc này Hoa Thiên Kỳ sẽ không tin tưởng Mộc phu nhân, nặng nề gật đầu, sau đó cùng ba vị sư đệ của hắn hành động. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, tế đàn rất nhanh khôi phục vững vàng, hai tay Mộc phu nhân bấm liên tục, từng đạo pháp quyết xanh biếc từ đầu ngón tay nàng bắn ra. Lập tức, một đạo long ảnh từ trong hóa long ấn chui ra, sau khi lượn một vòng trên không trung, lao thẳng vào tế đàn dưới chân Mộc phu nhân. Thành công rồi! Nhìn thấy toàn bộ phù văn hiện ra, linh quang hào phóng, Mộc phu nhân không khỏi mừng rỡ nói. Khanh khách, không tệ, không uổng công bản thánh tổ hao phí ma khí, mê hoặc tâm trí người này. Đúng lúc này, một giọng nữ kiều mị quen thuộc truyền vào trong tai đám người Mộc phu nhân, trong nháy mắt làm bọn họ ra mặt cứng đờ, khắp cả người phát lạnh. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Hoa Thiên Kỳ trừng to mắt nhìn qua tu sĩ mặt đen làm ra dáng con gái, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chương 760, tầng thứ 9 cùng cầu đất. Phảng phất như không nghe thấy Hoa Thiên Kỳ la lên, hai mắt tu sĩ mặt đen sung huyết há miệng, một cỗ ma khí nồng đậm mùi máu tươi phun ra, trực tiếp chui vào trong pháp trận trên mặt đất. Nhất thời, ma khí đen kịt giống như ôn dịch nhanh chóng khuếch tán ra, trong chớp mắt toàn bộ đại điện ngoại trừ bản thân tế đàn ra, đều bị ma khí xâm nhiễm. Mà tu sĩ mặt đen phun ra cỗ ma khí này xong, cả người giống như bị rút khô tinh khí thần, nhanh chóng tán đi sinh cơ, mềm nhũn ngã xuống đất. Không tốt, ma nữ kia muốn ma hóa tế đàn, một mình tiến lên tầng thứ 9. Mộc phu nhân thấy thế, lúc này đoán được mưu đồ của phân hồn nguyên sát, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, không được, nhất định phải ngăn cản nàng. Mộc phu nhân biết rõ đối phương mưu đồ thành công mang đến hậu quả nghiêm trọng, lập tức quyết đoán cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết về phía Hóa Long tỷ, ý đồ mượn bảo vật này bức lui ma khí. Nhưng mà, tu vi của nàng cuối cùng là kém đến quá xa, dù là đã kiệt lực, cũng không thể ngăn cản ma khí không ngừng hướng tế đàn tới gần. Cứ tiếp tục như vậy, cả tòa trận pháp đều sẽ bị ma hóa, rơi vào trong tay phân hồn nguyên sát. Mắt thấy chuyện không thể làm, Mộc phu nhân bất đắc dĩ làm ra một lựa chọn. Chỉ thấy, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ, duỗi ra hai tay nắm Hóa Long ấn, lập tức bỗng nhiên đè xuống, ấn bảo vật này lên trên tế đàn. Lập tức, một cỗ hấp lực cực lớn đánh tới, pháp lực Mộc phu nhân giống như hồng thủy mở cống chút xuống. Cùng lúc đó, linh quang phát ra từ tế đàn bỗng nhiên tăng vọt, thoáng cái đã nuốt trọn cả đại điện vào trong. Mặt đất lại bắt đầu rung động, nhưng lần này chấn nguyên không ở ngoại giới, mà ở dưới tế đàn. Nương theo một đạo tiếng nổ mạnh như xé rách, lực lượng cấm chế phủ bụi mấy vạn năm bị Mộc phu nhân cùng đường không lối dẫn bạo. Phong ấn không gian, trên không cung điện tiên gia, cuộc tranh đấu giữa Lạc Hồng và nữ tử quyến rũ đã tiến vào hồi kết. Bọn họ đều tự mình thông thiên linh bảo uy năng biến thành cự thú, giờ phút này đều đã tàn khuyết không đầy đủ. Thân thể Hắc Phong cự giao mấp mô, thậm chí đã khóa không được lực lượng của mình, vô số phong nhận mang theo không gian lực bay loạn xạ. Dị thú đầu rồng vốn chỉ có một hình dáng, bây giờ đã bị hao mòn đến mức sắp tiêu tán. Lạc Hồng lúc này rất chột dạ,
Hắn không biết nếu lực càn khôn khổng lồ như thế mất khống chế sẽ tạo thành hậu quả hủy diệt như thế nào. Nhưng theo tình huống trước mắt, Lạc Hồng cho rằng mình vẫn chiếm một chút ưu thế, mất khống chế cũng sẽ mất khống chế ở trên người nguyên sát phân hồn, hắn chỉ cần thừa nhận một chút dư âm. Hy vọng yêu khu linh lung đầy đủ rắn chắc. Khốn nạn! Ngươi tuyệt đối không phải là tu sĩ nhân tộc bình thường, nếu không thì sao lại có pháp lực thâm hậu như vậy? Phân hồn nguyên sát lúc này đã sắp dầu hết đèn tắt, ma khí trong cơ thể sắp hao hết, lúc này rất là khuất nhục nũng nịu quát. Nhưng nếu nói e ngại hoặc là tuyệt vọng, đó là một chút cũng không có. Dù sao đối chiến đến mức này, cho dù Lạc Hồng thắng, uy lực còn lại của thần thông cũng không cách nào trọng thương nàng, chỉ là thân là ma tộc thánh tổ, thua một chiêu như vậy thập phần mất mặt mà thôi. Ngay khi vừa dứt lời, một đạo kiếm khí thô to đột nhiên chém ra từ hư không gần Lâm Ngân Bình, lúc này liền phá mở ra một thông đạo không gian lớn hơn một trượng. Lập tức hai đạo kinh hồng từ đó bắn nhanh ra, sau khi xoay quanh một cái liền hiện ra hai đạo thân hình. Thất Diệu đạo huynh. Lâm Ngân Bình vừa thấy rõ thanh bảo văn sĩ trong đó, liền lập tức kêu duyên một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thì ra người này chính là Thất Diệu chân nhân của Thiên Ma Tông. Do một số lợi ích qua lại giữa Thiên Lan Thánh Điện và Thiên Ma Tông, Lâm Ngân Bình từng mời đối phương hỗ trợ, mượn pháp bảo của hắn tìm kiếm tung tích của Hàn Lão Ma, cho nên giữa bọn họ cũng có chút giao tình. Ồ, Lâm Tiên Tử cũng ở nơi đây. Thất Diệu chân nhân tướng mạo âm trầm, nhìn thấy Lâm Ngân Bình có chút ngoài ý muốn hỏi thăm. Thất Diệu huynh, hiện tại không phải là lúc ôn chuyện, xin hỏi hai vị bên kia có lai lịch ra sao? Thái nhất môn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Huyền Thanh Tử chính là một lão đạo tóc trắng mặt đỏ, tiên phong đạo cốt, cảm ứng được linh áp kinh người ở xa xa, sắc mặt không khỏi ngưng trọng nói. Nữ tử quyến rũ kia nguyên bản là ma đầu nơi đây phong ấn, hiện đã bị cổ ma bên kia thả ra. Còn đấu pháp với cô là Lạc Hồng, Lạc đạo hữu của Thiên Nam. Lâm Ngân Bình biết rõ tình thế khẩn trương, đơn giản rõ ràng chính xác mà hồi đáp. Bộ dáng như vậy mà cũng là tu sĩ nhân tộc. Pháp bảo của hai người phát ra linh áp kinh người như thế, đều là thông thiên linh bảo. Thất Diệu chân nhân nhướng mày, nhìn chằm chằm vào chân trời một lát, mặt lộ vẻ kinh sợ nói. Nếu không phải thông thiên linh bảo, Từ Mỗ cũng sẽ không chật vật như thế. Tiên sư họ Từ phát giác được động tĩnh bên này, cũng độ tới, tự diễu cười nói. Cũng may sau khi pháp lực của Lạc Hồng và nguyên sát phân hồn chống đỡ hết nổi, độ chấn động của hai con cự thú đã giảm mạnh. Nếu không hiện tại bọn họ căn bản không có dư giả để tụ tập nói chuyện với mọi người. Huyền Thanh Tử đạo hữu, ma nữ kia rốt cuộc lai lịch ra sao? Thần thông lợi hại như thế. Trước khi tiến vào Côn Ngô Sơn, Huyền Thanh Tử từng khuyên can tiên sư họ Từ, lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng, hiện tại nghĩ đến đối phương tất nhiên là biết một ít tin tức. Từ huynh, thực không dám giấu giếm, ma nữ kia hẳn là phân hồn của cổ ma thánh tổ, trước đây giấu giếm cũng không phải mong muốn của bần đạo, chỉ là sư mệnh khó trái. Huyền Thanh Tử lập tức nghe ra ý tức giận trong lời nói của Từ tiên sư, lập tức thản nhiên nói. Điều này cũng không phải giả, bản chân nhân cũng được hô sư thúc dặn dò qua, tận khả năng không truyền tin tức ma đầu này ra ngoài. Vì đối phó ma đầu này, bản chân nhân đem 5 cái phong ma hoàn truyền thừa trong tông đều mang đến, Huyền Thanh Tử đạo hữu thỉnh ra Thái Nhất Môn Thiên A thần kiếm. Nhưng không ngờ vị Lạc đạo hữu kia chỉ dựa vào sức một người đã có thể địch lại cổ ma thánh tổ, quả thực là làm cho người ta kinh ngạc. Thất Diệu chân nhân nhìn chiến cuộc phía xa, ánh mắt phân biệt đảo qua trên Hắc Phong Kỳ cùng Thủy Hỏa Bát Quái bàn, không khỏi hơi chớp động, trong miệng cảm thán. Có vị Lạc đạo hữu kia chống đỡ được nhất là tốt nhất. Thất Diệu đạo huynh, chúng ta cũng đừng tọa sơn quan hổ đấu nữa, mau chóng giúp hắn một tay, phong ấn tên ma đầu này rồi nói sau. Huyền Thanh Tử phát hiện cự dao đã vỡ vụn, lập tức gọi Thất Diệu chân nhân, muốn thừa dịp thế công của Lạc Hồng ném đá xuống giếng. Nhưng mà, một tiếng nứt đất thật lớn, đột nhiên từ đó truyền đến, lập tức hơn 10 cột sáng màu ngà sữa phóng lên trời, làm phong ấn không gian tầng thứ 8 rung mạnh một hồi, tiếng vù vù chói tai đại tác. Ngay sau đó, trong phong ấn không gian bạch quang chớp động, hết thảy mọi thứ bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất như không gian nhân tạo này sắp sụp đổ. Không tốt, có người mở ra phong ấn tầng thứ 9, toàn bộ không gian phong ấn sắp sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Thất Diệu chân nhân không khỏi thất thanh kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Biến hóa to lớn của phong ấn không gian tự nhiên quấy nhiễu Lạc Hồng, hắn vốn không thể khống chế dị thú đầu rồng,
Lúc này lực lượng không gian bạo loạn, trực tiếp cắt đứt liên hệ duy nhất. Mà sau khi Lạc Hồng mất đi pháp lực cung cấp, tốc độ biến mất của dị thú đầu rồng đột nhiên nhanh hơn. Những đường cong hư ảo phác họa ra thân thể kia nhanh chóng nhạt đi, lực càn khôn lúc này tràn ra ngoài với quy mô lớn, lại khiến cho không gian vốn đã không ổn định, tạo thành một cái động lớn khủng bố. Hơn nữa, điều này cũng tăng tốc độ biến mất của dị thú đầu rồng, hình thành tuần hoàn ác tính. Biển máu khô cạn là lực càn khôn mất khống chế mang đến ấn tượng không thể xóa nhòa cho Lạc Hồng, mặc dù lúc này hắn đang thừa nhận một chút pháp lực phản phệ, nhưng vẫn cố nén kinh mạch đau nhức kịch liệt thu lại thủy hỏa bát quái bàn, dựng lên độn quang thoát đi nơi đây. Nữ tử quyến rũ mặc dù đắc ý với thu hoạch của ám tử của nàng, nhưng cũng biết rõ càn khôn chi lực mất khống chế sẽ mang đến kết quả gì. Cho nên, nàng lập tức làm ra cử động giống như Lạc Hồng, mang theo hắc phong kỳ nhanh chóng rời xa trung tâm phong bạo. Cùng lúc đó, hơn 10 cột sáng màu trắng sữa phóng lên trời kia, đột nhiên biến đổi, trở thành màu đen kịt như mực. Tiếp theo cột sáng phồng lên, giống như sợi mì bị người ta điên cuồng vũ động làm cho vặn vẹo run run. Cuối cùng giống như vỡ đến cực hạn, ao ao tràn ra hơn 10 tia sáng, bắn nhanh về 4 phương 8 hướng. Những nơi tia sáng đen sẫm đi qua, không gian bị xé nát vỡ ra. Cái này giống như là đá vào một cái vào phòng ốc vốn xa xa muốn ngã, lập tức liền làm hắn đi đến cuối đường. Vừa lúc này, dị thú đầu rồng đã biến mất đến chỉ còn lại cái đầu, đột nhiên gầm lên một tiếng, một cỗ hấp lực khổng lồ lấy nó làm trung tâm truyền ra, kéo tất cả không gian vỡ vụn về một phía. Đáng chết, tầng thứ 8 không gian phong ấn vỡ vụn lại giống nguyên thời không như đúc. Vốn gặp phải không gian kịch liệt sụp đổ, Lạc Hồng cho dù có thần thông lớn hơn nữa, cũng cơ bản muốn xong. Bởi vì bình thường mà nói, lúc này xuất hiện khe hở không gian, trong đó tuyệt đại đa số đều sẽ ném hắn ra bên ngoài giao diện. Chỉ có số rất ít mới có thể để cho hắn ở lại nhân giới, nhưng cũng không biết sẽ bị truyền tống ra ngoài bao xa, nói không chừng liền trực tiếp đến biển rộng mênh mông vô bờ. Như lần này không gian băng, giải một là do cấm chế thúc đẩy, hai là tầng ngoài của trấn ma tháp vẫn còn, cho nên mỗi vết nứt không gian chỉ có thể thông tới tầng thứ 9 trấn ma tháp. Tầng thứ 9 chính là tầng dưới cùng của trấn ma tháp, nơi đó phong ấn một lượng lớn chân ma nguyên khí, đủ để phân hồn nguyên sát mở ra thông đạo nghịch ma thông đạo đi thông ma giới. Tuyệt không thể để cho vị thánh tổ đại nhân này phá vỡ phong ấn tầng thứ 9, nếu không thì thật sự không có cách nào đánh. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng trọng tự nói một câu, lập tức tìm kiếm khe hở không gian thích hợp. Rất nhanh, hắn đã tìm được một khe hở không gian có thể thông với người, lập tức không nói hai lời chủ động chui vào. Chỉ cảm thấy hắc mang chợt lóe, hắc ám vô tận liền đem Lạc Hồng nuốt vào, cũng may trong lòng hắn hiểu rõ, lúc này mới có thể không chút nào hoảng hốt. Lợi dụng pháp lực cường đại chống đỡ không gian gió lốc trong khe nứt, trong nháy mắt nương theo đó đầu hơi hoa mắt chóng mặt, trước mắt hắn liền xuất hiện ánh sáng lần nữa, thân hình đang ở trên cao trăm trượng. Biết rõ mình nhất định phải giữ vững tầng thứ 9 phong ấn ma khí của Lạc Hồng, vội vàng lắc đầu, thoát khỏi choáng váng nhìn lại mặt đất. Chỉ thấy, cái gọi là trấn ma tháp tầng thứ 9 này cũng là một cái không gian độc lập. Ở giữa là một mảnh đất trống trải rộng vài dặm, bốn phía có sương mù màu vàng trắng quay cuồng bất định, làm cho người ta không cách nào nhìn ra nơi đây cụ thể rộng bao nhiêu. Mà cách đó không xa, có một tòa tế đàn to lớn cao hơn trăm trượng, hình bậc thang bốn mặt cổ xưa, sử dụng ngọc điêu khắc mà thành, vừa to lớn vừa tinh xảo. Bốn phía của tế đàn thì có một vòng trận pháp do cột đá cao lớn tạo thành, bảo hộ vững chắc tế đàn ở bên trong. Lúc này, mỗi một cây cột đá đều hiện ra phù văn, linh quang phóng đại, hiển nhiên đã ở vào trạng thái kích hoạt, cũng không biết là một mực như thế, hay là Lạc Hồng đến gây ra. Không hề nghi ngờ, tòa tế đàn này chính là chỗ mấu chốt của tầng phong ấn thứ 9. Ngay lúc Lạc Hồng muốn phi độn qua, đột nhiên ngoài mấy trăm trượng có một vết nứt không gian hiện ra, thân ảnh nữ tử quyến rũ từ trong bắn ra. Nàng hiển nhiên không ngờ tới Lạc Hồng sẽ sớm một bước đi tới tầng thứ 9, thấy hắn đang độn hướng trung tâm tế đàn bạch ngọc, nhất thời mặt lộ vẻ lo lắng. Ma khí trong cơ thể nàng đã không còn thừa nhiều lắm, nếu không bổ sung một chút, có thể thật sự sẽ kiệt sức. Tiểu tu sĩ, ngươi thật sự muốn liều mạng ngươi chết ta sống với bản thánh tổ? Ừ, đây là gấp gáp. Đối với sự uy hiếp nghiến răng nghiến lợi của nữ tử quyến rũ, Lạc Hồng căn bản không hề động đậy, lắc mình mấy cái liền bay lên không tế đàn bạch ngọc, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương. Chỉ nhìn ánh mắt của hắn,
nữ tử quyến rũ đã biết nếu mình muốn tới gần Bạch Ngọc tế đàn, trước hết phải thu thập hắn. Cứ trì hoãn như vậy, trong không gian này bắt đầu không ngừng hiện lên khe không gian, từ đó nguyên một đám tu sĩ bay ra, trong đó thình lình có Hàn lão ma đã chạy xuống một tòa không gian phong ấn khác ở tầng 8. Hắn vừa mới ổn định thân hình, cảm giác mê muội còn chưa tan đi, bên tai liền truyền đến tiếng quát xa lạ, Lạc đạo hữu, phong ấn nơi này tuyệt đối không thể thất thủ, bần đạo chính là tu sĩ Thái Nhất Môn, nguyện trợ giúp đạo hữu một tay. Lạc sư huynh cũng đến phong ma tháp. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, vội vàng nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh liền nhìn xuống người Lạc Hồng, lúc này nửa người nửa yêu. Mặc dù bộ dáng Lạc Mỗ bây giờ có chút không giống người thường, nhưng chính Hàn Lập cũng thường dùng hóa linh phù, đối với việc này chỉ thoáng kinh dị một cái, liền phi thân tới gần. Huyền Thanh Tử vừa dứt lời, người kia liền cùng Thất Diệu chân nhân đi tới trên tế đàn Bạch Ngọc, bày ra tư thế muốn hợp lực kháng ma. Nhưng vào lúc này, một vết nứt không gian đặc thù xuất hiện trên đỉnh đầu ba người trong vòng trăm trượng. So sánh với vết nứt không gian dài mảnh bình thường, vết nứt không gian này dĩ nhiên là hình tròn, hấp dẫn ánh mắt Lạc Hồng. Sau một khắc, Lạc Hồng liền thấy một quả cầu màu vàng sẫm từ trong chui ra, lập tức lấy tư thế rơi xuống tự do. Chỉ là sừng sốt một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền trợn to mắt phản ứng lại, vì vậy không chút nghĩ ngợi mà bước ra lui nhanh, vừa vặn cùng Hàn lão ma hội cùng một chỗ. Hành động khác thường này của Lạc Hồng lập tức khiến Huyền Thanh Tử và Thất Diệu chân nhân nhướng mày, bọn họ vô thức cho rằng Lạc Hồng không muốn lại đứng ở tuyến đầu. Cũng may trong nháy mắt tiếp theo, thần thức của hai người đã bắt được viên cầu màu vàng đất to bằng nắm tay kia. Trong thần thức cảm ứng, khí tức của quả cầu đất này thập phần quái dị, hai người Huyền Thanh Tử cũng không lập tức nhận ra nó. Bất quá, động tác trên tay bọn họ ngược lại nhanh vô cùng, không hẹn mà cùng tế ra pháp bảo, đánh tới phía gã. Dù sao, theo bọn họ thấy, Bạch Ngọc tế đàn dưới thân vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho một quả cầu đất quái dị tiếp cận. Dừng tay, đừng đụng vào nó. Lạc Hồng thấy vậy vội vàng nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi tốc độ pháp bảo phi độn của bọn họ. Các bạn vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.